You put it on the side. Kính chào các anh chị. Thì hôm nay là cảm gặp rất là nhiều cái khuôn mặt không quen trong công tác kinh doanh cũng như là không phải là công tác kinh doanh. Thì đang cảm hỏi một việc, đó là các anh chị là chắc cũng trải qua một thời gian đi đào tạo ở đây rồi đúng không ạ? Thì các anh chị muốn trao đổi cái gì với lại ban kinh doanh tổng công ty hôm nay? Thì cảm đề nghị như này nha, trong lớp mình cũng bị sai rồi các bạn, thì cảm đề nghị các anh chị trao đổi một thời gian để nói giới thiệu được ghi ra hai nội dung. Nội dung thứ nhất là muốn trao đổi gì, thứ hai là muốn thay đổi gì. Có thể là viết vài chữ cũng được, hoặc là một con hai con gì đó cũng được. Thứ nhất đó là muốn trao đổi về nội dung gì hôm nay, và thứ hai đó là chúng ta sẽ muốn thay đổi gì liên quan tới công tác kinh doanh, hoặc là gì đó hay là có thể trao đổi được. Các bạn sẽ lấy lại cái tờ giấy để các anh chị nha. Đầu tiên dùng cái tờ giấy này không biết là thank you.
Thank you.
Cảm có thể nhóm được một vài cái ý kiến đã gửi lên đây ở ba nhóm. Nhóm thứ nhất á, là công tác báo cáo. Nhóm thứ nhất là công tác báo cáo và làm như thế nào để làm tốt hơn cái công tác chúng ta đang làm hiện nay. Nhóm thứ hai á, là thắc mắc về độ trung thực. Thứ hai là chiến lược sắp tới. Một số cái là về vấn đề hiện nay, một số cái là về xu hướng sắp tới. Và chiều hướng thứ ba là cái mà cảm nghĩ rằng là chiều nay chúng ta sẽ trao đổi các bài, đó là điều thường bị thị trường bị cạnh tranh. Chúng ta sẽ tập trung vào ba cái mặt đấy. Có còn làm việc nào, còn tờ giấy nào nữa không ạ? Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ là cảm thấy là cảm tự làm khó cảm rồi. Tại vì có nhiều câu hỏi khó quá, hay quá. Thì trước khi mà Cẩm coi lại những cái vấn đề mà chúng ta sẽ trao đổi vào những tờ giấy này, thì Cẩm thứ nhất là đề nghị các anh chị chúng ta chưa có những tờ giấy nào đó, thì nên đưa ra. Có thể là các anh chị thấy là cái tờ giấy nó không có ý nghĩa, nhưng mà ở góc độ của Cẩm á, ở góc độ ban kinh doanh của công ty á, lại cần những cái tờ giấy như thế để có thể là thay đổi và hoàn thiện cái cách làm của về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của công ty. Bởi vì ý tưởng là một cái gì đó mà mọi người nghĩ ra mà chưa có làm thôi, thì bây giờ là các anh chị nghĩ giùm có thử là kinh doanh đây nó có vấn đề gì cần thay đổi. Thì năm cái slide của Cẩm thì nhắc là trình bày cái khoảng là 10-15 phút là cũng xong. Thì nó gồm có ba phần chính. Phần thứ nhất đó là cái hệ thống quản lý kinh doanh và một số yếu tố quan trọng của kinh doanh hiện nay. Phần thứ hai là thông số kinh doanh trong những năm qua và các vấn đề quản trị chỉ tiêu kinh doanh. Và thứ ba nữa là công tác dịch vụ khách hàng. Thì trong này là Cẩm có một cái nội dung của thị trường Việt. Thì trong cái thành phần học hôm nay á, thì Cẩm thấy rất là đa dạng. Có những cái anh chị á, là đã là bậc tiền bối của Cẩm trong những năm trước đây và tới bây giờ cũng vậy. Thì mặc dù là cái mảng công tác không phải là kinh doanh, tuy nhiên là các anh chị cũng rất là muốn chia sẻ, thì Cẩm xin phép nói qua cái phần chuẩn bị trước. Thì công tác kinh doanh thì cũng khách hàng của tổng ty miền Trung trước đây á, thì nó chỉ nằm ở phần lớn ở cái chỗ là cái khâu mà khách hàng hóa đơn và tiền. Tuy nhiên đó là bắt đầu từ khoảng năm 2012 và đẩy mạnh là từ năm 2014 á, thì cái công tác kinh doanh của chúng ta không còn là khâu cuối cùng trong cái khâu sản xuất, trong cái bộ máy sản xuất kinh doanh, mà chúng ta chỉ sử dụng đó là khâu then chốt trong cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Thì khâu xuyên suốt, bởi vì đầu tiên là cái việc là chúng ta là phải tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng với khách hàng, mua đơn điện của khách hàng và sau đó là thu tiền và ra hóa đơn. Đương nhiên á, là mọi vấn đề nó nằm ở cái yếu tố lợi nhuận. Chúng ta là doanh nghiệp nhà nước và giá bán điện là được chính phủ quy định á, thì chúng ta không đặt cái vấn đề làm như thế nào để gia tăng lợi nhuận lên nhiều lắm. Nhưng mà tuy nhiên tại thời điểm này là chúng ta cũng bắt đầu nên có suy nghĩ về cái vấn đề là làm thế nào để gia tăng lợi nhuận cho công ty được miền Trung. Ở tập đoàn thì có miền làm giàu và có ban kinh doanh của tập đoàn. Về EDCBC là có ban kinh doanh của EDCBC và bên cạnh đó là có ban kiểm tra chính sách của bán điện và thực hiện công tác kiểm tra. Về các công ty điện lực là có phòng kinh doanh, phòng kiểm tra chính sách của bán điện, và tới các điện lực là có phòng kinh doanh và các tổ đội. Thì yếu tố quan trọng đó thì có hai nội dung. Thứ nhất là chỉ tiêu kinh doanh và thứ hai là năng suất lao động. Chúng ta chú ý nhiều tới chỉ tiêu kinh doanh bởi vì nó liên quan tới tiêu 27 điểm trên 100 điểm của kinh doanh chắn bằng quý, chắn bằng năm đó, thì đây là mục tiêu và rất là nhiều công ty điện lực quan tâm. Thì cái chỉ tiêu kinh doanh thì bao gồm doanh thu, thương phẩm, giá bán, thu hồi công nợ, rồi email, SMS, một số cái chương trình liên quan.
và tổng công ty đang triển khai. Thương phẩm tổn thất thì các anh chị cũng đã biết là tổn thất là bao gồm có phần tổn thất tổn kỹ thuật và tổn thất thương mại. Thì hiện nay tổn thất của chúng ta tại thời năm kế hoạch năm 2018 này của chúng ta là phấn đấu là phải được 5.2%. Đây là một số liệu của thương phẩm từ năm 2015 đến năm 2017. Với đặc thù của khu vực miền Trung là chúng ta có tải công nghiệp nó không nhiều, toàn bộ nó chỉ chiếm khoảng từ 40-42% nó thay đổi từ năm năm. Thì cái thương phẩm mà tăng đó là mức độ cũng rất là thấp. Cái trong những năm qua là cái thương phẩm cao nhất của chúng ta đang có là có khoảng là 10-1%, và thương phẩm thấp nhất của chúng ta đang có là khoảng hơn 6% một tí. Và hiện nay là tập đoàn đang tính lương á, giao lương, giao quỹ lương cho các tổng công ty điện lực dựa trên thương phẩm. Cho nên đây là một cái bất lợi mà chúng ta đang phải gánh chịu, bởi vì là CPC đang quản lý một cái địa bàn rộng là nước thứ ba trên toàn quốc, nhưng mà thương phẩm chúng ta là đứng chót. Trước đây là chúng ta còn đứng thứ tư, còn hơn Hà Nội, nhưng mà bây giờ chúng ta thua rồi. Còn bộ thương phẩm của tổng công ty á, điện lực miền Trung là chiếm tổng khoảng là sắp xỉ 10, khoảng chiếm thứ 6, chiếm thứ 7 gì đó phần trăm so với lại tổng thương phẩm của toàn EVN. Nhưng mà cái số khách hàng của chúng ta là gần 4 triệu, là chúng ta số khách hàng của chúng ta đứng thứ 3, hơn Hà Nội với Hồ Chí Minh, thua là thua MC với lại MC, là thua miền Nam với miền Bắc. Tổn thất điện năng của chúng ta đã giảm rất là đáng kể, từ 7.1% năm 2012 cho tới năm 2017 là 5.3%. Có một cái câu hỏi rằng đó là độ trung thực là bao nhiêu? Độ trung thực là bao nhiêu thì dành cho cái câu hỏi về thu nợ. Nhưng mà ở đây á, bà tổng cũng mang ra luôn cái tổn thất để mà tổng trao đổi với các anh chị độ trung thực đó là bao nhiêu. Thì làm kinh doanh đó là đang đi cảm thấy là ít nhất là khoảng 7 người đã, đang và từng làm kinh doanh và sẽ làm kinh doanh. Từng thôi chứ còn sẽ thì chưa biết. Thì các anh chị có thể nói cho giúp cho mình biết rằng là con số 5.3% của năm 2017 là độ trung thực nó là bao nhiêu ạ? Bạn Hiếu. Thật ra là không ai dám có ý kiến về con số này độ trung thực nó là bao nhiêu cả. Lý do là bởi vì chúng ta đang có một cái cho phép sai lệch, chúng ta có một cái sai số, và nếu như chúng ta đặt cái sai số nó bắt vào trong này á, thì con số của chúng ta ở đây á là khá là tiệm cận với lại con số chính xác, con số chính thức. Bởi vì tổng thất các anh chị cũng biết là các anh chị là kể cả làm kỹ thuật, kể cả làm kinh doanh là cũng đều biết đấy là tổng thất nó phụ thuộc vào thời tiết, nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như lãi công nghiệp có tăng nhanh á thì tổng thất mình giảm. Nhưng ví dụ như Đồng Nai chẳng hạn, như người ta bán tới hơn 80% lãi công nghiệp á, thì tổng thất của người ta hiện nay là người ta có 2.7% thôi. Thì nhưng mà nếu như chúng ta bán lại là hơn 50% là quản lý tiêu dùng á, thì chắc chắn là tổng thất của chúng ta sẽ cao. Và tùy theo chất lượng lưới, tùy theo rất là nhiều yếu tố. Giá bán điện bình quân trong thời gian qua là chúng ta tăng cái giá bán điện bình quân rất là cao. Lý do vì sao là cao? Bởi vì chúng ta có được một cái lợi thế, đó là phát triển về du lịch nhiều. Lý do vì sao phát triển về du lịch nhiều thì chúng ta là lợi thế. Lý do là bởi vì là cái thương phẩm dành cho cái giá bán dành cho thương nghiệp á, cho thương nghiệp ở thương mại, khách sạn, nhà hàng du lịch á, thì nó cao hơn gấp rưỡi so với lại những cái giá khác. Cảm sẽ đưa cho các anh chị xem một cái biểu đồ về giá, một cái bảng số liệu về giá của tổng ty. Đây là một cái bảng giá của tổng ty trong 8 tháng qua. Thì các anh chị có thể thấy là cái dòng đầu tiên
nếu như còn các anh chị quan tâm cái số công ty điện lực á, số của công ty điện lực là con số này ở trên, nếu như mà số của tổng đây là dòng cuối cùng. Và cái giá của toàn tổng ty của cái kỳ báo cáo á, để kế 8 tháng này chúng ta là 1.778,17 đồng. Thì trong đó là giá của nông nghiệp á, là chúng ta là có 1.641 đồng. Giá của công nghiệp xây dựng là 1.604 đồng. Và giá dành cho thương mại, khách sạn, nhà hàng, du lịch á, là 2.476 đồng. Giá dành cho quản lý tiêu dùng của chúng ta là 1.777 đồng. Và giá dành cho thành phần khác của chúng ta là 1.889 đồng. Thành phần khác đây là bao gồm các bán điện nước ngoài và một số cái hợp đồng bán điện ngắn hạn. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy là cái ông này nè, ông tăng ổng cứu lại toàn bộ con giá đó, cái giá toàn bộ này đấy. Đã gửi cho các anh chị xem một cái biểu đồ thứ hai nữa là về thương phẩm. Bây giờ chúng ta xem về thương phẩm. Thì với thương phẩm thì các anh chị sẽ thấy là toàn tổng công ty là 11.529.000 kWh. Thì trong đó là phần công nghiệp là chúng ta là 4.7 tỷ. Và quản lý tiêu dùng của chúng ta là 4.7 tỷ. Và trong khi đó là thương mại, khách sạn, nhà hàng của chúng ta là có 1.1 tỷ thôi. Nhưng mà với cái giá của 2.4 tỷ của 1.4 tỷ, nếu cứu lại toàn bộ giá của nông nghiệp nè, giá của công nghiệp nè, để mà chúng ta đạt được con số bình quân của toàn tổng ty là 1.778 đồng, cho tới thời điểm hiện nay chúng ta đang được 12 đồng, so với lại là giá của tập đoàn giao năm 2.767 đồng, 11 đồng, 1.1767. Thì lợi thế của chúng ta là ở đây, chúng ta có thể là lợi về giá, nhưng mà chúng ta lại thiệt về thương phẩm, bởi vì đó là cái yếu tố của kinh tế, nó ảnh hưởng tới chúng ta. Thì doanh thu tiền điện của tổng công ty được miền Trung đó là như năm 2017 là 27.000 tỷ, và năm nay rồi chúng ta là sắp xỉ là sẽ là 32.000 tỷ, dự kiến năm nay sẽ là 32.000 tỷ. Thì vì thế là tổng công ty được miền Trung được xếp hạng vào trong cái gọi là doanh nghiệp đặc biệt. Đánh giá mức độ hài lòng sự khách hàng thì trong những năm qua thì cái điểm đánh giá sự hài lòng khách hàng của chúng ta là tăng tương đối là khá trong những năm qua. Thì cho tới năm 2017 chúng ta là đạt được 7.88 điểm, trong đó là khách hàng sinh hoạt là khá là hào phóng là cho chúng ta là 7.93 điểm, và khách hàng ngoài sinh hoạt đó là cho chúng ta có 7.83 điểm thôi. Thì khách hàng ngoài sinh hoạt là những ông khách hàng lớn, và ông không phải là dùng điện để mà thắp sáng trên đường và phục vụ cho những mục đích nào thay ông khác, và ông khá là có tính. Và những cái ông khách hàng sinh hoạt này ông chiếm á, những cái ông khách hàng sinh hoạt này á là số lượng khách hàng sinh hoạt á, và tiền doanh thu của ông ấy á là số lượng người rất là ít, nhưng mà doanh thu của ông là chiếm hơn một nửa. Bởi vì là tiêu dùng của chúng ta là có 3.4% thôi. Các vấn đề chúng ta sẽ là có là gì? Các vấn đề chúng ta sẽ có rất là lớn. Thì các vấn đề đó nằm ở đây. Làm sao để khách hàng có nhu cầu lắp đặt phụ tải khi đến với các công ty điện lực dễ nhận biết họ phải làm việc với đơn vị và bộ phận nào? Và có cách nào hay nhất để đảm bảo đáp ứng tốt công tác tiếp cận điện năng? Ở đây nó liên quan tới một cái phần là làm sao để khách hàng có nhu cầu lắp đặt phụ tải khi đến với các công ty điện lực để dễ nhận biết họ phải làm việc với đơn vị bộ phận nào. Cái này câu trả lời này sẽ dành cho ai? Dành cho chính chúng ta luôn. Có anh nào ở điện lực không ạ? Anh nào ở điện lực ạ? Dạ, có một năm rồi. Dạ. Theo anh đó thì
thì làm thế nào để khách hàng người ta tới người ta biết đó là nhận diện là làm việc với bộ phận nào? Bộ phận giao dịch khách hàng. Dạ. Bộ phận giao dịch khách hàng. Cái thành quả của mình rõ. Dạ. Thì chúng ta là có giống như là bên chính quyền có hai cái bộ phận một cửa đó, thì mình cũng có một cửa đi ra. Mình có cái bộ phận đó là giao dịch khách hàng, và trong những năm qua là giao dịch khách hàng người ta đã làm rất là tốt. Cảm sẽ sau cho các anh chị trong đó có điện thoại, nhưng mà không chắc đó là có thể là trong đó cái đầu nối ở đây để các anh chị xem một cái hình ảnh một cái phòng giao dịch khách hàng. Cảm ngạc nhiên khi mà đi tới điện lực Hương Thủy. Điện lực Hương Thủy là một cái điện lực mà quản lý khu vực gần Phú Bài, quản lý luôn cả sân bay Phú Bài. Sản lượng mà của công nghiệp của họ là nó chiếm tới hơn 78% cái thương phẩm của họ, và cái 79 xíu xỉ 50 luôn á, còn thương phẩm dành cho quản lý tiêu dùng của họ là có khoảng 17%, còn 3% là cái thành phần còn lại. Thì khi mà cập tới điều đó thì họ trưng bày rất là đẹp tất cả những cái thông báo của về dịch vụ sau công tơ, chính sách chăm sóc khách hàng và các thông tư nghị định liên quan tới giá điện của các loại là được niêm yết sau một cái bản tin. Cái bản tin rất là được to là những cái bản của mình đây này, và được lòng ở phía sau đó, và người ta có cái sẵn đó. Ví dụ như người ta ra một cái bản giá thiết bị ấy, thì có luôn cả cái mẫu thiết bị để đi cạnh để người ta ra giá một cách rất là minh bạch và rõ ràng. Thì EVN cũng đã xây dựng cái gọi là cái bộ văn hóa doanh nghiệp, và trong đó là có là nhận dạng thương hiệu. Nhận dạng thương hiệu của EVN thì chắc chắn là, và CDC cũng thế thôi. Đây, cái trên cùng đây, nhận diện thương hiệu của chúng ta này, màu sắc cỡ rồi nhiều thứ, chữ này là cỡ bao nhiêu, rồi chữ nào nghiêm, chữ nào đặng bao nhiêu là đều có. Đây là nhận diện thương hiệu. Và khách hàng có nhu cầu đặt cụ thể thì người ta bây hiện nay á là người ta chỉ cần biết tới có, thật ra là có hai kênh thôi. Kênh thứ nhất á là trung tâm chăm sóc khách hàng, và kênh thứ hai á là phòng giao dịch của điện lực. Và chúng ta khuyến khích rằng á là khách hàng không cần phải tới phòng giao dịch điện lực nữa, chúng ta ảo hóa toàn bộ cái giao tiếp giữa mình với lại khách hàng đi. Bởi vì sao? Chúng ta cũng biết á là mỗi một con người khi mà chúng ta đi làm đó là chúng ta có thể không có ngày vui và có ngày buồn. Chúng ta có thể là có người làm tốt hơn những người còn lại, rồi có những cái lúc đó là khách hàng người ta tâm lý của người của họ cũng chưa chắc là đã ổn định để mà có thể làm đó, là khi mà có một cái vấn đề gì đó gặp với người này thì giải quyết rất là dễ, nhưng mà với người khác là sẽ nó lại khó, và có khi là nó lại mang đau quan điểm nên ra thành một cái việc nó rất là khó xử. Thì EVN á, người đã tận phỏng viên miền Trung á, đang tìm cách ảo hóa toàn bộ cái giao tiếp với khách hàng thông qua những cái gì? Thứ nhất là thông qua trung tâm chăm sóc khách hàng, các anh gọi điện tới 1900 1909. Thứ hai nữa là các anh chị phải các anh chị có thể là truy cập vào web chăm sóc khách hàng. Tất cả những cái dịch vụ điện trực tuyến, 18 cái dịch vụ điện theo quyết định 575 hiện nay á, là các anh chị có thể là lên web chăm sóc khách hàng và tra cứu toàn bộ bên đó, và các anh chị có thể nộp đơn online, không loại trừ cái bất kỳ một cái hình thức nào. Ví dụ như các anh chị có thể lên nó nói rằng là tôi phát điện bên nhà tôi, thì trong đó là có một cái form, có cái chỗ để các anh chị add file, scan file, add lên trên đấy, hoặc là chụp ảnh add lên trên đấy, và toàn bộ trung tâm chăm sóc khách hàng người ta sẽ tiếp nhận, người ta sẽ chuyển phiếu về công ty điện lực và để mà phát điện cho các anh chị, và các anh chị không cần phải tới điện lực. Thậm chí hiện nay là tới cái mức á là khi mà rà soát hồ sơ xong, nếu mà ok thì điện lực sẽ in ra một cái bộ hợp đồng và kể cả biên bản đơn tháng mang đến nhà cho anh để anh ký. Đó là cái chiến lược triển khai của chúng ta hiện nay. Nhưng mà cái chiến lược của chúng ta triển khai á, thì nó sẽ bị lạm dụng ở trong đó, rằng là khách hàng nói rằng là thôi bây giờ ông không cần đi đâu hết, ông cứ ngồi ở nhà đi, ông cứ gọi. Thì khách hàng mà người ta có ý thức một tí là người ta sẽ chuẩn bị rất là kỹ càng để người ta gọi, và có khách hàng thì khi người ta sai vô người ta gọi và bắt điện lực cũng phải đi xử lý, nhưng mà những cái trường hợp đấy nó cũng sẽ rất là ít, và cho nên vẫn phải thông qua một cái kiểu lập, đó là trung tâm chăm sóc khách hàng. Cái app chăm sóc khách hàng, cho câu hỏi là trong này các anh chị nào đã cài đặt app chăm sóc khách hàng trên điện thoại di động của các anh chị ạ?
giơ tay được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 thêm tổng số lớp mình là bao nhiêu ạ? 48. Wow, tiềm năng còn nhiều quá. Mấy bạn là tiềm lực nào mà lưu ý, tại vì lấy tên danh sách hôm nay về phát triển được mới. Thì app chăm sóc khách hàng đó là cái gì? Đó là một cái phần mềm chúng ta là cài đặt ở trên điện thoại, chúng ta tải, chúng ta cài đặt. Và cái app này á, ngoài cái việc mà các anh chị nhận tin của các thủ tục thuận tiện từ là tiền trở về á, thì các anh chị có thể là giao tiếp hai chiều. Có nghĩa rằng là nếu nhà các anh chị có vấn đề gì á, các anh chị có thể là lên app đấy, chọn vào trong một cái tin nhắn nào đó của một cái thông báo nào đó của điện lực gửi về, chọn trả lời và test vào đấy. Tác ảnh gửi lên lại cho bảo tiền. Thì trung tâm chăm sóc khách hàng người ta sẽ nhận cái thông tin đấy và sẽ gửi lên để xử lý. Nhưng mà trong thời gian qua chức năng là như thế, nhưng mà trong thời gian qua rất là hiếm khách hàng người ta sử dụng cái dịch vụ này. Cũng không hiểu lý do vì sao, bởi vì là nhiều khi công tác truyền thông của mình nó không tới, người họ mình chỉ mới quan tâm tới là khách hàng người ta cài đặt cái ứng dụng này để mà lấy điểm đi nuôi thôi, chứ còn cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là sử dụng cái app như thế nào. Cái câu này là để nói lại với các anh chị có một cái quan hệ cho rằng là trưởng ban kinh doanh đã gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng chưa, và làm thế nào để mà không phải trả phí dịch vụ. Thì cảm gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng gần như là hàng tuần, có hàng ngày hay quá nhưng mà hàng tuần. Lý do là vì sao cũng phải gọi hàng tuần? Bởi vì là nhiều khi là cảm thấy một cái vấn đề gì đó và cảm muốn hỏi, cảm nhiều khi là cảm nhận được một cái yêu cầu gì đó từ phía khách hàng, người ta gọi trực tiếp với cảm là cảm gọi điện thoại cảm hỏi. Và thứ ba nữa là bởi vì là muốn test là cái chất lượng dịch vụ của trung tâm khách hàng như thế nào và cảm thấy hỏi, thì mỗi lần gọi là phải tính tiền. Tuy nhiên là bây giờ là trong tất cả những cái dịch vụ là chúng ta phải nhìn thấy một việc, chúng ta gọi điện thì chúng ta phải trả tiền rồi. Nếu mà chúng ta là bỏ giá dịch vụ á, hồi xưa mình nếu chúng ta sở hữu cái mạng IBM Telecom á, thì cảm nghĩ là tại thời điểm này có khi đâu đó là mình có thể là mình miễn phí trong nhà đúng không? Nhưng mà thực tế không phải, chúng ta sử dụng dịch vụ thoại đó là dịch vụ của một cái telco, một cái công ty nhà cung cấp khác thì chúng ta phải trả tiền. Chúng ta gửi SMS rồi chúng ta sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp khác thì chúng ta phải trả tiền. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta không phải trả tiền? Và tổng công ty đang đẩy mạnh cái hướng là không phải trả tiền, đó là các anh chị vào web chăm sóc khách hàng, mọi thông tin có cái gì đấy, các anh chị có thể tra cứu, các anh chị có thể hỏi, các anh chị có thể là đăng ký dịch vụ, nộp tiền, thanh toán tiền điện đủ hết ở trên web chăm sóc khách hàng, không thiếu gì cả. Và không có tiền đương nhiên là phải tốn tiền internet, nhưng mà có không dùng thì nộp tiền internet ăn lại trả gì đấy, và nếu mà có dùng thì tiền internet ăn vẫn trả gì đấy. Hãy cài đặt app. Đây là một cái thông điệp gần như là cảm kêu gọi các anh chị ở đây để mà tuyên truyền về cái việc sử dụng app. App là một cái xu hướng rồi. Tất cả như Viettel người ta có cái My Viettel, rồi tất cả những cái nhà cung cấp khác người ta có cái app cho các khách hàng. Cái app của chúng ta hiện nay chúng ta thanh toán trực tuyến và cái app đấy được rồi. Chúng ta có thể giao tiếp. Đương nhiên đó là, và khi mà các anh chị sử dụng cái app đấy, các anh chị là người trong nhà thì các anh chị có thể điện comment về tất cả những app đấy, gửi về ban kinh doanh, gửi hoặc là gửi về công ty điện lực, gửi về trung tâm chăm sóc khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp nhận những cái thông tin đấy và để mà cải tiến cho cái app đấy nó ngày càng nó phát triển hơn, nó có sức sống hơn, nó tiện cận với lại cái nhu cầu chính xác nhất của các anh chị. Bởi vì là một người nghĩ thì không thể nào là bằng như người nghĩ được. Cảm xong tờ giấy này nhé. Có cách nào hay nhất để đảm bảo đáp ứng tốt công tác tiếp cận điện năng? Tiếp cận điện năng đó thì có nói với anh chị trước đây khi mà cảm chưa làm nhân dân, cảm vô cảm làm cái từ tiếp cận điện năng. Tiếp cận điện năng cảm hiểu là tiếp cận năng là có nghĩa rằng là tôi muốn tìm hiểu về thông tin về điện năng, về ngành điện là tôi gọi là tiếp cận điện năng, nhưng mà ta là phải. Tiếp cận điện năng là một tên của một cái chỉ tiêu mà được chính phủ đưa ra để mà về cái việc là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và khách hàng tiếp cận cái việc mà phát điện ở cấp trung áp để mà đảm bảo rằng là cái thủ tục nó được thực hiện trong thời gian nhanh nhất với chất lượng tốt nhất.
và mục tiêu là để thu hút đầu tư từ cấp trung áp trở lên, kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư. Và năm 2017 á, là khi á, mà phó thủ tướng thăm EVN á, là cũng mang cái chỉ tiêu tiếp cận Việt Nam này ra để mà nói rằng á, là năm vừa qua á, là cái mức độ cạnh tranh của chính phủ nó được tăng lên 7 bậc á, là do đó là do ngành điện, ngành điện đó là chỉ số tiếp cận Việt Nam chúng ta tăng lên tới 14 bậc. Còn nếu mà xét các quốc gia thi đấu á, thì chi tiết là chúng ta đang đứng ở sau những cái đơn vị nào thì Cảnh sẽ tìm thông tin và sẽ báo lại các anh chị sau nếu như anh chị có nhu cầu. Thì để đảm bảo cái đáp ứng tốt công tác tiếp cận Việt Nam á, là đã mang đơn cử trường hợp ở Đà Nẵng ra đây. Ở Đà Nẵng á, thì anh Tư anh làm rất là tốt, làm nó là ảnh chuẩn bị sẵn. Trung áp á, thì nó cần gì? Nó cần trạm biến áp, nó cần thi công đường dây. Đà Nẵng là được một cái lợi thế là đối trung áp là gần như phủ hết rồi. Thì bây giờ là nếu như mà một khách hàng và nói rằng là tôi đang cần một cái trạm biến áp rất là thấp thì làm thế nào? Thì anh mang một cái máy biến áp đi làm và anh kê vào, anh cắt điện cho anh vào ngân hàng. Và sau đó trong thời gian mà ảnh dùng cái trạm biến áp di động đó thì ảnh huy động vật tư, thi công đấu nối rồi nói chung là rất là nhiều thứ. Ảnh ứng dụng hotline để mà có thể thi công các loại để mà đáp ứng được thời gian của khách hàng là nhanh nhất. Đó là về kỹ thuật. Nhưng mà về thủ tục thì sao? Thủ tục là chúng ta nó cũng mới thủ tục, mà nếu các anh chị đến ra là 14 bước, 17 bước, thậm chí có công ty điện lực, có tổng công ty điện lực là 21 bước. Trước đây là 21 bước, sau đó là tổng ty ở chẳng còn 14 bước. Thì bao gồm tiếp nhận hồ sơ này, một số hồ sơ này, cái việc quy hoạch này, rồi gì tất cả rất là nhiều thứ. Rồi thi công thỏa thuận giao thông này, rồi thỏa thuận với lại công thương này, rồi ký hợp đồng này, rồi được bảo lãnh này, nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng mà chúng ta là hiện nay là chỉ số tiếp cận Việt Nam á, là chúng ta đang phấn đấu là trong ngành điện này chúng ta thực hiện là 7 ngày. Thực tế chúng ta thực hiện có khoảng là 4-26 ngày thôi. Thực tế chúng ta thực hiện là 4-26 ngày thôi. Và chính phủ và Bộ Công Thương á, với cái thành công của năm 2017 trong thực hiện tiếp cận Việt Nam á, thì Bộ Công Thương mới đưa ra tiếp một cái chỉ tiêu nữa là bây giờ một cửa liên thông trong tiếp cận Việt Nam, một cửa liên thông. Thì chúng ta đã là một cửa rồi, là một cửa liên thông đó là gì? Thì bởi vì á, là trong cái thủ tục tiếp cận Việt Nam là có một số cái á, là ngành điện phải làm và một số cái á, là của địa phương người ta phải làm, ví dụ như thỏa thuận phù hợp quy hoạch, rồi thỏa thuận đào đường người gì đấy. Thì với EVN cũng đưa ra một cái quy trình mẫu về một cửa liên thông, đó là ngành điện làm đại diện cho tất cả các bước thực hiện tiếp cận Việt Nam thay cho địa phương, có nghĩa rằng là khách hàng chỉ biết đến ngành điện thôi. Và khi ngành điện nhận hồ sơ của khách hàng đó, thì ngành điện phải làm toàn bộ các thủ tục liên quan tới địa phương, gửi qua địa phương, yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ rồi gì đây, gửi qua địa phương làm xong gửi về lại ngành điện trả lời với khách hàng là ok hoặc là không ok, từ đó điện làm thêm. Đấy. Đó là một cái thách thức rất là lớn để mà chúng ta có thể là đạt được cái mục tiêu là tiếp cận Việt Nam. Như vậy là có lại là gì? Chúng ta là cần phải rút gọn hai thứ. Thứ nhất là sẵn sàng để mà cấp điện về kỹ thuật. Thứ hai nữa là chúng ta phải sẵn sàng về mặt thủ tục, về mặt con người. Cách hay nhất á, thì Cẩm không biết là cách nào, trong câu hỏi này là cách nào là hay nhất. Cẩm không chưa biết được đó là cách nào là hay nhất. Nhưng mà có những cách làm hay là Cẩm mang ra, Cẩm trao đổi với lại các anh chị. Thứ hai nữa là các vấn đề tồn tại về công tác công dân của EVN-CNC hiện nay. Làm sao để thuận lợi về bằng không? Làm sao để thuận lợi về bằng không? Có anh nào có ngại ở đây không? Dạ, anh là ở đâu anh? Anh là ở phòng kỹ thuật ạ? Dạ. Anh? Không thể đến phòng ngại nữa. Có ai? Ở đây có vấn đề là có chị Linh. Chị Linh phòng kỹ thuật không? Có anh Thủy nữa. Dạ. Thì cảm ơn hai công ty điện lực ra này ra để nói rằng là công ty điện lực Quảng Ngãi từ tháng 12 năm 2017
Chính thức bắt đầu từ tháng 12 năm 2017 cho tới hết tháng 6 năm 2017 là dư nợ mỗi tháng thì họ đều bằng không. Công ty điện lực quản trị á là có 10 điện lực anh hẹn, có 10 điện lực đó không anh? Là 8 trên 10 điện lực đã dư nợ của họ cuối tháng là bằng không. Cái công tác đó, thu nợ của chúng ta là tính như thế nào? Luôn luôn có một cái công thức để tính toán. Đó là tiền điện chúng ta là khách hàng được quyền nợ 15 ngày. Có nghĩa là từ cái ngày ghi chỉ số khách hàng hóa đơn cho tới cái ngày mà nộp tiền là 15 ngày. Có một số công ty điện lực là thỏa thuận, đương nhiên là thỏa thuận với khách hàng là chúng ta cho phép thỏa thuận là 7 ngày. À, và cái hệ số thu của chúng ta à, và có một số cái đối tượng đó là người ta được quyền là nợ tới người ta được quyền nợ tới 3 tháng. Hoặc là người ta nợ tới 120 ngày, đó là bên ông cái ông chiếu sáng mà sử dụng bút màu sắc với lại những ông bơm tưới thủy lợi thì những ông ấy là được quyền nợ. Và nợ có nghĩa là doanh thu chúng ta phát hành tháng này là 10 tỷ thì là nếu như mình những ông ấy được quyền nợ á, được quyền nợ thì có nghĩa là vẫn cứ còn cái dư nợ ở dưới chứ, bởi vì chưa tới hạn mình thu thôi, cho nên cho đó phải là quyền nợ. Nhưng mà cái cách của công ty điện lực Quảng Ngãi làm á là chúng tôi làm mọi cách để chúng tôi thu trong kỳ. Trong kỳ thì bằng có nhiều lắm, thứ nhất á là chúng ta sẽ dời cái định ghi số lên để mà đảm bảo là tới cái ngày cuối tháng là chúng tôi còn đủ 15 ngày không thu tiền cho các chị. Đó là một cái biện pháp, đương nhiên cũng là một biện pháp đầu tiên chúng ta nghĩ ra nhưng mà chưa phải là biện pháp hay nhất. Lý do là bởi vì chúng ta đợi tới cái ngày cuối tháng chúng ta ào đổ một lực lượng ra đi cắt tiền thì đó là một cái việc nó cũng tốn thời gian và nó dùng cơm nhiều hơn là dùng kỹ năng khác. Công ty điện lực Quảng Ngãi thì cái định vị của họ không phải là trước ngày 15. Ví dụ như là để công thu ngày cuối tháng thì bắt buộc là chúng ta phải chấm dứt cái ngày và ghi điện số vào ngày 15 tháng gì nữa. Công ty điện lực Quảng Ngãi là cái định vị số của họ ngày cuối cùng là tạm nhớ là ngày khoảng là ngày 21 đối với khách hàng sinh hoạt, và đối với khách hàng ngoài sinh hoạt thì hai công ty thì bắt vào ngày 25. Nhưng mà có một cái cách làm đó là rất tham gia giám sát công ty điện lực Quảng Ngãi á. Đối với những khách hàng lớn, bởi vì là còn nợ mà không phát vào khách hàng lớn nhiều nhất thì ảnh ngày sinh nhật của họ, của anh giám đốc hoặc là của anh giám đốc trưởng thì rất thăm cho anh giám đốc công ty được mỗi ngày anh đi tới thăm tặng hoa và làm hoặc là gì và hai mươi mười hoặc là lễ tết gì đó tới thăm, thay vì là họ tới thăm mình thì mình tới thăm họ và sau đó nói là mình đã được tiền từ khách. Và có những cái doanh nghiệp khác là phát hành hóa đơn cho họ ngày 30 và họ thanh toán ngày 30. Có những cái trường hợp như thế thì thống kê trong toàn tổng công ty miền Trung đó là có số khách hàng mà có 2 kỳ 3 kỳ á là đâu có khoảng là 17.000 thôi, 17.000 khách hàng thôi, và cái lượng tồn nợ nếu mà còn nó sẽ còn ở những đơn vị đấy nhiều nhất. Rồi với những cái khách hàng khác á, ví dụ như khách hàng sử dụng điện của chúng ta như hiện nay á, ví dụ như Cảnh, cái lệnh đi của Cảnh là ngày 21 thì đương nhiên là về lý là đảm sẽ phải trả tiền vào ngày 5 tháng sau, 21 cộng thêm 15 ngày đó, ngày 5 tháng sau thì làm thế nào để mà thu được. Đương nhiên là sẽ có rất là nhiều giải pháp. Thứ nhất là không có ngân hàng, bởi vì không có ngân hàng có hóa đơn bắt phải thấy rằng là họ có tiền rồi bé đó không làm thì mất bằng ai đó. Rồi lịch thu có nghĩa rằng đó là chúng tôi khi mà phát hành hóa đơn ra và thu tập trung. Thu tập trung thì khách hàng hóa đơn là ngày 5 thì ngày 7 chúng tôi tổ chức thu tập trung ở điểm này. Và chúng tôi cũng bán thường xuyên là ngày 7 chúng tôi thu tiền, ngày 7 chúng tôi thu tiền thì đương nhiên là khách hàng ở đấy là phần lớn người ta ngày 7 người ta sẽ ra tiền thu đấy, người ta thu tiền bởi vì sau đó người ta sẽ qua hạn định lực để người ta nộp. Thì nhiều khi là đó là một cái việc mà người ta phải đi thực hiện ngay. Ví dụ như tạo thành cái khách hàng có thói quen. Thì đó là những cái giải pháp mà Cảnh đưa ra cho các anh chị để mà tham khảo. Còn có một số công ty điện lực cái tỷ lệ thu nó không thuận, có nghĩa là cái tỷ lệ thu ở trong một cái công thức tính nó như thế này: lấy tổng số hóa đơn thu được chia cho tổng số hóa đơn phải thu thì nó ra tỷ lệ thu là 99.7 đa tính tổng hóa đơn thu được. Thì bây giờ là có một số hóa đơn chúng ta là không được hết, mà chúng ta ví dụ như là hóa đơn số khách hàng 1 triệu thì anh chỉ nộp còn 3.000 nhân hóa đơn đấy thôi, và chúng ta sẵn sàng chúng ta chấp nhận hóa đơn đã ghi lại lại. Để mà tính ra rằng mà cái đấy là công ty để thu thì cái đấy là một công việc không khuyến khích, bởi vì đó là một cái rủi ro rất là lớn. Trong cái công tác thu nợ của công ty thì bây giờ chúng ta có một số vấn đề liên quan tới cái đơn vị thu hộ. Các
các đơn vị thương mộ khi thu tiền cho các cho tổng công ty miền Trung và các tổng công ty người khác là phải trả thêm một cái hóa đơn là khoảng 1.000 đến 1.200 đồng. Riêng đối với bưu điện đó thì thu ở cái mức là khoảng hơn 2.000 đồng, bằng với lại cái mức của cái dịch vụ bảo hiểm Việt Nam. Thì cảm đơn cử ra một ví dụ như một cái ngân hàng, nếu như mà người ta thu được cho tổng công ty là khoảng 100.000 có hóa đơn một tháng thì người ta sẽ nhận được 1.000 đây này, 1.000 100.000 thì người ta sẽ nhận được là 120 triệu, đúng không? 100.000 là 1.200 thì người ta nhận 120 triệu. 120 triệu mà chia cho 13 công ty điện lực á, là mỗi công ty điện lực người ta nhận 120 triệu, thì vì sao họ thu? Đó là ngân hàng người ta có sẵn một bộ máy hỏi cho rồi. Đó là bây giờ là những cái tổ chức trung gian đây, ví dụ như ECPay hay là Momo hay là PayU hay là Viettel hay là gì gì đấy, thì người ta lợi ích ở đâu để người ta thu tiền cho tổng tiền mình luôn? Bởi vì với 10 triệu cái một công ty điện lực á thì không đủ để trả lương cho 2 nhân viên, chưa kể là đỡ bộ máy một lý và quản lý tất cả các thu rất là nhiều chi phí mềm khác, ví dụ như là marketing, truyền thông, rồi đi lại, rồi bản biểu, rồi bàn ghế, rồi nó rất là đặc như thế. Thì nguồn lợi ở đâu người ta làm? Nguồn lợi ở cái chỗ là doanh thu của tổng ty miền Trung là 27.000 tỷ năm 2017 và sẽ là 32.000 tỷ năm nay. Nếu như mà với 1% con số tiền đấy mà để gửi một ngân hàng qua một đêm thì nó sẽ là như thế nào? Và con số đấy á, mà nếu như mà nó được nhân rộng qua ngày thứ 6, thứ 7, thứ 2 á, thì nó sẽ như thế nào? Đấy. Thì lý do vì sao? Và thứ hai nữa là nó gặp một khách hàng của tổng công ty điện miền Trung á, là bây giờ là nó nói là thôi không được dùng điện để đi dùng khác rồi. Không. Tức là tổ khách hàng của tổng công ty miền Trung miền Trung đó là một cái tổ khách hàng cực kỳ ổn định, cực kỳ trung thành. Thì và họ có nhiều để mà được phát điện đó, thì họ phải có những cái ví dụ như là người ta phải có nhà này, người ta phải có sử dụng điện thời gian nào đó này, người ta có doanh thu, người ta có khả năng chi trả. Thì thông qua ngành điện để người, thì các tổ chức trung gian và các ngân hàng đó là có điều kiện tiếp cận với lại một cái nguồn tiền rất là lớn từ các tổ chức của miền Trung. Bởi vì mà nó chảy qua, nó không cần hoàn lại, nó chỉ cần chảy qua không á là nó đã sinh lợi rồi. Và thứ hai nữa là với những khách hàng đấy, thay vì chúng tôi chỉ khai thác tiền điện thì chúng tôi có thể khai thác được rất là nhiều thông tin khác. Cho nên là các tổ chức trung gian người ta đang khai thác tổng công ty điện lực miền Trung cái gì? Thứ nhất là lấy thông tin đang đi bán cho người khác. Trước đây là web chăm sóc khách hàng của chúng ta là có cái cách đó là chúng ta biết khách hàng sử dụng web chăm sóc khách hàng là bằng cách là khách hàng tạo được tài khoản cho khách hàng và khách hàng có thể tự động reset với mật khẩu 6 số 0 là vô từ. Cho nên là ví dụ như ra ngoài điện máy xăng á, ra ngoài điện máy xăng á, mình đi mua đồ á, họ nói là mua đã có, cái họ mới nói rằng là anh có mã khách hàng sử dụng điện không? Cái ông này cũng đều không, tôi có sử dụng điện nhưng tôi nhớ. Cái ông đầu kia họ anh đặt đây lên, đặt tay ra xong rồi đặt tay thì tôi cảm họ mở lên thì tôi cảm đầu khách hàng cái này rồi ok về. Có nghĩa là mình họ vào cái web của khách hàng người ta lấy được cái thông tin của khách hàng là lên thì tôi cảm. Một người ta dùng khách hàng thông tin đấy để người ta bảo kê cho cái việc đó là ông kia ở kê cho cảnh cho cái việc mà cảnh đi mua cái đồ đại bóc ở điện máy xăng, ví dụ như đó là một cách khai thác. Cho nên vấn đề của chúng ta đặt ra là gì? Vấn đề của chúng ta đặt ra là chúng ta phải từ chối được các tổ chức thu hộ và các ngân hàng không? Thì thưa là không. Bởi vì xu thế nó đang đi như thế và mình sử dụng được họ thì mình tiết kiệm được một mớ nhân lực của mình. Nếu mà chúng ta tự thu thì chúng ta sẽ tính ra một hóa đơn chúng ta thu 4.000. Nếu mà dùng dịch vụ bất đại Việt Nam chúng ta là đang thu là khoảng 2.700, 2.800, 3.000 tùy theo công ty được một sầu xa. Và nếu như chúng ta thu qua ngân hàng thì chúng ta tốn ngàn hoặc là ngàn đấy, thì á là chúng ta phải làm, chúng ta phải có cách kiểm soát. Vấn đề tiếp theo á là làm thế nào để kinh doanh các PC có thể được nghỉ vào các ngày cuối tuần, ngày lễ mà không phải áp lực báo cáo? Quá sức tâm tư luôn. Báo cáo là chị là hồi xưa cảm làm ở chỗ ông đâu á, thế mà em được nghỉ đi chơi một xíu á, cỡ tiếng nữa nè. Qua đây em không biết ngày thứ bảy được lại đi chơi, qua tổng đây làm kinh doanh không biết ngày thứ bảy được lại đi chơi.
ngày lễ cũng không biết. Và nói thiệt với các anh chị là không biết thiệt, không biết là người ta làm gì mà đường vào ngày lễ ra á. Lý do là gì vậy? Tương tự là những cái ngày lễ này, bà đưa tên một năm báo cáo, hai chín báo cáo, ba bốn tháng 12 11 báo cáo, rồi trong tháng 1 tới tháng 2 là cái tháng của ngày Tết á, là gọi là kính thưa và báo cáo, đặc sản của tôn giáo là báo cáo, sơ kế tổng kế, hội nghị dịch vụ khách hàng, rồi đánh giá sẽ là khách hàng. Một tháng đơn cử như ba tôn giáo tổng công ty á, trong tháng 1 năm 2018 này á, là bao nhiêu cái báo cáo? Và cái báo cáo của anh chị là 31 ngày tháng 1 năm 2018 từ đã làm 40 cái báo cáo. Trong đó là gửi về các đơn vị để mà các đơn vị gửi số liệu lên là 4 báo cáo. Còn lại là tất cả những báo cáo còn lại phải tự làm. Đấy. Thì chúng ta làm thế nào để giảm báo cáo? Trước đây là năm 2010, cuối năm 2016, đầu năm 2017, đầu năm 2017 thì từ đã mới suy nghĩ hoài và từ đã mới rà soát lại là số lượng báo cáo các công ty điện lực phải báo cáo lên đó, là bao nhiêu. Hồi xưa là cứ xảy ra một cái việc ví dụ như là rà soát khách hàng sử dụng điện công nghiệp thì gửi cái văn bản xuống công ty điện lực nói rằng đó là yêu cầu ngày 4 hàng tháng để báo cáo cho công ty. Đấy, một người làm cái ngày hôm sau là nói về phát triển dịch vụ sau công tơ thì yêu cầu ngày 5 hàng tháng để báo cáo lại công ty. Đấy, mà cái ngày 4, ngày 5, ngày 15, ngày 27 từ khi đó là nó chiếm đâu khoảng là 40 mấy báo cáo rồi đó. Mà cảm thấy 4 mấy báo cáo là cảm thấy rồi xong rồi tiêu rồi. Bằng bây giờ mình quả 4 mấy báo cáo thì đợi mà nhớ công ty không người chết chứ làm sao. Thì mới bàn với lại các anh chị em ở công ty lực với lại ở tổng công ty là bây giờ đã xây dựng ra một cái công cụ là coi như là làm ra để mà tổng công ty tự lấy số liệu, không có yêu cầu các đơn vị mà báo cáo, trừ những cái trường hợp mà không thể nào lấy số liệu từ dưới ra thôi. Thì một cái luồng phản ứng rất là quyết liệt xảy ra rằng á, mình lấy đỡ sai không, mình lấy đỡ sai không, công ty điện lực gửi tên tôi ngồi tôi tổng hợp chúng ta có sai là phải tiền được. Đương nhiên cái đó là hoặc là ở công ty điện lực là khi mà lấy số liệu sẽ nói số điện lực ví dụ như thế, thì đó là một cái áp lực rất là lớn. Và chúng ta có phải báo cáo không? Phải báo cáo không ạ? Phải, đâu thoát được đâu, không thoát được. Bởi vì á, là Bộ Công Thương, IRAP, Sở Công Thương, EVN, rồi Cục Quản lý Người Tiêu Dùng, rồi gì đó, ai cũng có thể yêu cầu chúng ta có các kế hoạch. Phối hợp ngang, đó là phối hợp để lên xuống nha. Bao giờ phối hợp ngang là kế hoạch tài chính, tổ chức rằng là đưa cho tôi số sản phẩm, số khách hàng để mà tôi ước ra là bao nhiêu năm nay là chi lương bao nhiêu, rồi đưa cho tôi biết là để tôi ước lãi lỗ là bao nhiêu, đưa cho tôi biết để tôi đánh giá rằng là năng suất lao động là bao nhiêu, rồi đưa cho tôi con số đấy để tôi báo cáo là A, là B, là C, là D này nọ. Tính thưa thì vì thế cho nên là cái việc sử dụng khoa học công nghệ ở trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng á, thì nó được tăng xuống mức tối đa, có thể nó chưa phải là hoàn hảo 100% nhưng mà được tăng xuống mức tối đa. Đó là áp dụng công tơ điện tử để đi chỉ số để mà giảm bớt cái việc mà nhân công người ta lên người ta ghi tay. Có anh đã nói rằng là coi như là tổng công ty phát triển làm cái ứng dụng ghi số thì máy tính bảng á, thì anh nói anh kêu là tôi không dùng máy tính bảng á, tôi dùng cái bao thuốc à, rút cái bao thuốc, cái bao thuốc lá ở trong cái bao thuốc lá có cái miếng giấy bạc á, là cái miếng giấy bạc nó kêu vô thẳng cái đầu nó ra thì hút nhát túi về nhà túi còn đập. Tôi về tôi đưa cái tờ giấy tôi ghi tôi sang ra sổ xong rồi đó, tôi đưa về cái đó tôi đưa cho ai đó đọc, tôi đưa về cho cái ví dụ như cái chị ở nhà ghi số ở nhà cũng nhập thì sướng hơn nhiều. Thì mình mới ngồi mình nghĩ mình nói mình cứ rất là sướng được, nhưng mà có lẽ là sướng thiệt chính xác rồi luôn đấy, nhưng mà cảm lạnh có khi gặp cũng chẳng có tôi đang thấy anh nói là mấy đứa bạn tôi đi ra ngoài á, tôi rất là lo bởi vì là thắng nó rất là tệ, mà trời nắng là đói mà trời mưa là ướt ẩm hương thì tôi không dùng. Nhưng mà anh không nhìn thấy một cái vấn đề á, rằng là anh đi á, nên nhớ anh đi xuống cái này á là hút chưa, xong rồi nó lên từ đây mà nhập vô sổ đây là đúng chưa,
rồi thứ hai một người đã là nhập từ cửa sổ vô xe buýt đã đúng rồi. Bây giờ anh đang đi đó, cái này được giá được bên tôi phí không em? Thì anh đang đi đó, anh ngồi đi luôn, xong rồi cái kia của em đi làm xe buýt là coi như là bỏ hết toàn bộ mặt công gian nữa, lại anh không cần phải ngồi làm như thế gì, có đỡ hơn không? À, thứ hai nữa là vé spider. Vé spider để mà cái hệ thống này là cái hệ thống của anh ở đây có tác giả tác phẩm này, anh quân của Yves, anh ngồi dưới á, ảnh là tác giả tác phẩm của cái hệ thống đó, của cái hệ thống vé spider này đây. Hệ thống vé spider là cái hệ thống mà thu thập chỉ số RS á, do Yves sản xuất á, thông qua cái sóng vô tuyến á là tự động, và cái tần suất là chúng ta lấy 6 tiếng một lần, có nghĩa là 4 lần một ngày. Và có được cái hệ thống vé spider này thì nếu như mà những cái anh chị làm chúng ta sản xuất điện là khai thác cái này cực kỳ hiệu quả. Ở đây có Miền này, anh Hảo này thì chắc là mấy anh cực kỳ xin để khai thác cái này, và kể cả trong gian cũng thế. Bây giờ là hàng tháng tôi không có thẳng chặt đâu, chúng tôi là lấy ngay số liệu từ bên vé spider ghép vào số biết ra hơn. Thay vì trước đây là phải có một mớ người là phải nhập rồi phải như thế này thế kia thế đây thế thôi, mà bây giờ cũng nhập chỉ số là bao nhiêu rồi. À, số hóa bằng phương tiện toàn bộ thông tin khách hàng đó là được ghi hết vào trong và được scan và được lưu trữ hết, cần là xem chứ không cần phải là muốn xem đó là tôi chạy từ cái phòng này qua cái phòng kia nói với cô kia cho tôi mượn hợp đồng đó, cô kia nói không làm hợp đồng này người khách mượn đó là cuối không có mặt ra hết. Thu tiền qua ngân hàng và tổ chức trung gian, cái này là đã báo cáo rồi, tên gọn số hóa báo cáo thì bác đã đang nói. Thì tất cả những cái gì mà tổng công ty lấy được trên CDX là tổng công ty sẽ lấy, không cần phải đơn vị. Nhưng mà những cái đá mà không thể nào lấy được và lấy mà nó không, hoặc là thông tin nó có 2-3 chỗ thì đó, là chúng ta phải nhờ tới công ty của mình, bởi vì là anh là người sát với khách hàng nhất và quản lý trực tiếp cái thông tin đấy, đã sẽ biết thông tin nào đúng là thông tin nào thông tin không đúng. À, đó là tên gọi báo cáo. Và làm thế nào để chúng ta không làm cái bẫy mình được? Nếu như mọi thứ nó được chốt một cách tự động, nó làm cách tự động đây tất cả các chương trình thì chúng ta sẽ không cần phải đi làm vào thứ bảy chủ nhật. Cái công việc đi làm vào thứ bảy chủ nhật làm hết vào đầu, thu tiền, chấm nợ, đấu sót chỉ có tài chính với lại kinh doanh để mà chốt số công nợ. Bây giờ các anh chị ở đây có các anh chị tài chính á, có thời gian không ạ? Thì cũng rất là mong các anh chị tài chính là chia sẻ và các anh chị kinh doanh cũng chia sẻ nhiều cạnh với tài chính để mà có một cách phối hợp như thế nào để chúng ta có thể là đối soát hàng tháng một cách tốt á. Nhiều anh chị ở công ty mình nói với cảm rằng đó là buổi chương trình họ không đối soát, tôi lấy đâu lấy số tôi đối soát, rất là số đầu công ty là dấu ngày bố cái thôi, công ty làm văn bản xuống yêu cầu là tài chính phải phối hợp đi, ví dụ như đó là một cái và rất là làm khó cho tổng ty, bởi vì là tổng ty hôm nay đó nói như thế được tổng công ty và công ty điện lực và đang mở rộng công ty điện lực, cái việc phối hợp giữa các đơn vị đó là người ta phải phối hợp với nhau ở nhà và tùy theo cái từng đặc thù của từng đơn vị để mà có cái cách xử lý. Cái khó thứ hai ở cái chỗ báo cáo thì chúng ta phải đi làm ngày một, đó là gì, số liệu vô không đúng mà không đúng là do đâu, là phải soát cái tiền ra được, có khi là bị lỗi một cái chương trình, có khi là bị lỗi là một cái anh đó anh nhầm cái gì đó nghiệp vụ gì đó, thì á là lỗi về chương trình đó là chúng ta là nói là ngày một ngày hai để xử lý liền đó thì hơi khó. Nhưng mà là nếu mà chúng ta mà gọi rằng á là để mà về lâu về dài chúng ta sẽ tìm cách xử lý lời về lỗi về con người á là cũng có hai cách. Thứ nhất là phải đào tạo nâng cao cái năng lực của con người lên đây. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải là tìm cách là sử dụng chương trình hóa. Tổng ty hiện nay đang triển khai một cái gọi là số hóa nghiệp vụ, có nghĩa là tất cả những cái hoạt động kinh doanh của các anh chị là thay vì các anh chị phải nhớ rằng là tôi đi ra ngoài tôi làm đầu tiên tôi làm cái này, bước nào tôi làm kia, bước sau tôi làm đây, bước một tôi ghi tờ giấy này, bước hai tôi ghi tờ giấy kia, tôi làm này tôi làm kia, thì bây giờ là toàn bộ các anh chị sẽ có một cái thiết bị di động và các anh chị sẽ làm toàn bộ cái đấy. Anh làm xong bước 1 thì nó sẽ cho ra những bước 2 anh làm gì, anh làm xong bước 2 nó sẽ ra bước 3, tới bước cuối cùng là ký xong về đấy, đấy. Số hóa toàn bộ nhiệm vụ, các anh chị sẽ không dùng giấy tờ và xu hướng và EVN CDC thông trình thì EVN hướng là chúng ta sẽ xóa toàn bộ cái việc đó là chúng ta phải ký tay và viết tay
Bởi vì biết tay là có người biết đẹp, nhưng mà cởi cái cảnh mà đưa ra ngoài mà biết là không ai đặt được cái đó đó. Vâng, mình đặt rồi biết mà đặt còn được không phải như người khác. Đó. Thì đó là cái hướng về tinh gọn của số 38. Nhưng mà hỏi chúng ta có đi làm thứ bảy chủ nhật nữa hay không thì báo cáo cho anh chị là cái này khó. Chỉ có hôm nay làm và hôm nay nghỉ mà làm thôi chứ còn khó. Bởi vì chúng ta hãy nhìn xung quanh đi, nếu như ngân hàng đó là người ta có được làm nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Dạ, có, nhưng mà hình như anh họ trước đó là họ phải để mà chốt số họ phải làm tới khoảng 12 giờ đêm, 1 giờ sáng thì như đó người ta mới được lấy đúng không anh? Vợ anh đúng không anh? Dạ, vợ anh chức vụ gì thế anh? Dạ. Đó nó cũng hay à. Cảm thấy một số ngân hàng đó là đặt bản thân nhà bản là có một cô em dâu của làm ngân hàng. Và thứ bảy chủ nhật nó vô đến bảy thì không thấy cổ gì đâu á. Đâu cái đó là gì của gì chúng ta lại. Nhưng mà thấy rằng đó là trong cái việc là tìm kiếm khách hàng thứ bảy chủ nhật họ phải làm những cái chương trình, ví dụ như người ta đi kêu gọi khách hàng ở một khu vực nào đó, rồi người ta phải giống như là khuyến khích họ mở thẻ rồi gì đấy theo một phong trào gì đấy, là một tháng họ phải tổ chức một hoạt động như đó một lần, và một tháng họ đi như thế là họ phải kêu gọi những cái điều mà mình quy danh á, điều mà mình quy danh á, bởi vì là mình cũng có những cái cảm biết là với công ty điện lực cũng đưa ra những cái phong trào khuyến khích khách hàng cài đặt app, rồi chương trình thanh niên, rồi tuyên truyền về một chiếc không chiếc không chiếc, rồi rất là nhiều thứ, nói chung là rất là nhiều thứ. Thì cái việc đấy là trước mắt đó, là để mà gọi là hủy luôn cái việc làm thứ bảy chủ nhật buổi sáng đó, anh chị là khó. Cảm cũng rất là muốn giống như các anh chị đó là được nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà tại thời điểm này chưa làm được. Chúng ta làm được, chúng ta sẽ làm được nếu mà đồng bộ được ba thứ. Thứ nhất là con người của chúng ta là bộ, là có nghĩa là không còn có sai sót gì để có con người không á. Thứ hai là chương trình của chúng ta hoàn hảo, có nghĩa rằng là lỗi chương trình không có. Và thứ ba là nói ra ở đây mình đừng áp lực mình quá. Đấy, thì có những một số nội dung như thế, ví dụ như là có những cái đợt mà gọi là thủ tướng về làm việc là về làm là nguyên cái hệ thống là nó chạy không kể ngày kể đêm, không kể trời đang mây gió chỉ ra nó chạy cho hết để ra được một số cũng thêm số để tăng dùng đỡ. Đó là một thực tế chúng ta phải chúng ta làm thế nào. Làm thế nào để giao tăng dịch vụ khách hàng giống như app, SMS, email không có ngân hàng thì lúc nãy đã có ra lỗi rồi. Chúng ta gần khách hàng tới bao nhiêu, chúng ta hiểu khách hàng tới bao nhiêu thì chúng ta sẽ phát triển được cái này nhiều bấy nhiêu. Đề nghị giảm bớt cái nội dung báo cáo về công tác theo quy định hiện hành. Báo cáo của anh chị với cái việc này nè, tên gọn là số hóa báo cáo này nè, từ 44 báo cáo chúng ta chỉ còn có 9 báo cáo, mà 9 báo cáo là trong đó là 5 báo cáo là chúng ta phải báo cáo hàng năm, và 4 báo cáo chúng ta phải báo cáo hàng tháng. Hàng tháng là ví dụ như báo cáo kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có một cái bản giấy. Bởi vì sao? Đó là nó mang tính pháp lý. Báo cáo kinh doanh tổng hợp của đơn vị là sẽ biết làm cái đánh dấu cho mình đó để mang tính pháp lý. Và sau này cậu cũng đang cố hết sức để mà tìm cách để mà bỏ nó đấy, nhưng mà tại thời điểm này mình bỏ chưa được. Bởi vì thật ra là bên kinh doanh đó là không cho họ sửa thì đương nhiên cái số nó không thay đổi rồi. Nhưng mà nếu như họ sửa còn không biết đó, thì con số nó sẽ thay đổi, cho nên là bắt buộc là phải có một bản giấy để gửi tiền đó. Tiếp theo đó là một cái báo cáo mà hiện bây giờ không bỏ được, mà rất nhiều đơn vị nói rằng đó là cái tiết kiệm gì đấy, cái số có đúng đâu mà biểu mà tôi cứ báo về đó, nhưng mà khổ khá là không bỏ được. Đề nghị nghiên cứu giảm chỉ tiêu xếp thi đua trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. 27 điểm trên 100 điểm. Đơn vị tiếp theo là 14 điểm trên 100 điểm. Các anh chị đừng nghĩ là đảm được đánh 27 điểm mà tự hào đâu. Không tự hào, không hề tự hào tí nào. Áp lực cực kỳ. Áp lực tới cái mức đó mà các anh chị có thể biết rằng đó là
khi mà đăng kiểm khi tôi mua là nhiều lúc là không muốn đi làm nữa, không muốn đi làm nữa, bởi vì á là chắc kiểu gì cũng không được hết á, không là nó phải đi làm cho ba em. Trước đây thì chúng ta làm là cái gì, thương phẩm, giá cả, tổn thất, nguồn lợi, bốn cái tiêu chí đó. Đã mở ra cho các anh chị xem cái tiêu chí chất lượng của tổng ty nha. Cậu có thể thấy rằng đó là với một cái máy tính á, là cậu có thể làm bất cứ một cái việc của tổng ty, cho dù cậu có ngồi đi hàng với điều kiện là phải có internet. Thì đây là một trong những cái bước tiến á, mà có thể nói là rất là lớn của tổng ty, của toàn bộ hệ thống tổng ty, trong việc là số hóa toàn bộ cái số liệu và cũng như là các thông tin liên quan. Đây, điện thương phẩm. Có phải là do công ty điện lực người ta tự tạo ra điện thương phẩm không? Phải không? Câu trả lời là không. Đó là do khách hàng, người ta dùng bao nhiêu bán bao nhiêu. Tôi không nói rằng là anh dùng điện nhiều lên đi hoặc là anh giảm điện lại đi, bởi vì đó là nhu cầu. Đương nhiên là mình có thể tuyên truyền tiết kiệm điện để mà chúng ta sang tải trong cái thời điểm mà cao điểm, và dự kiến là năm 2019 chúng ta sẽ tiết kiệm, năm 2019 2020 chúng ta sẽ tiết kiệm, chúng ta sẽ làm về cái điện đó sau. Giá bán điện làm được không? Không. Không tác động được gì về giá bán điện đâu. Tổng thất điện năng tác động được không? Có. Có, nhưng mà phải liên quan tới gì? Liên quan tới đầu tư. Chúng ta có nhiều tiền để đầu tư không? Câu trả lời là gì? Chúng ta có rất là ít tiền. Thu tiền điện qua ngân hàng. Tỷ lệ thu tiền tự động không dùng tiền mặt. Tỷ lệ thu mặt email để thông báo dịch vụ sau thông cơ. Số khách hàng này đã sử dụng nhận thông tin qua còn về ứng dụng CVC chăm sóc khách hàng, quản lý khai thác cập nhật thông tin internet. Đây là đây, tất cả những thông tin ở đây. Mười mấy cái chỉ tiêu đấy, chiếm tỷ trọng là 27%. Thì á là để mà chúng ta phát triển một cách bền vững á, nếu chúng ta đặt ra ít cái chỉ tiêu là chúng ta sẽ không cảm thấy khỏe. Nếu có bốn cái đầu tiên đấy, 1, 2, 3, 4, 5 a bốn, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 thành ra là 1, 2, 3 với lại là cái phần thu tiền điện nằm như thế này, ba chi tiêu như này, đơn giản quá. Và chúng ta sẽ không thay đổi được cái gì của chúng ta hết đâu. Giống như là chúng ta sẽ có một tuần chúng ta có ba bộ đồ, chúng ta cứ mặc qua đây mà quay lại ba bộ đồ đấy, thì chúng ta không có gì để thay đổi được. Chứ ví dụ nó không tương đương lắm. Thì chúng ta làm, chúng ta đa dạng hết tất cả những cái khác. Ví dụ như là con của chúng ta là, ví dụ như bây giờ đi học đúng không? Đó là học, có lý hóa xong, phải cô khác bỏ. Ok, thì đương nhiên là giỏi có lý hóa đâu, ai đó có giỏi có lý hóa đâu. Nhưng mà so với lại những các bạn mà giỏi tất cả những môn còn lại này, là các bạn mà giỏi ba môn có lý hóa là không bằng các bạn. Ví dụ như thế. Thì làm thế nào để giảm? Khi mà chúng ta xóa, có một số cái chỉ tiêu ở trong này là sang năm nó sẽ không còn nữa. Và sang năm nó sẽ xuất hiện thêm một số chỉ tiêu mới theo cái định hướng phát triển và theo cái nhu cầu thực tế tại cái thời điểm mà năm nay chúng ta tiêu được cho năm sau đấy. Và mỗi cái một cái chỉ tiêu lên đó nó đều mang một ý nghĩa của nó. Ví dụ giống như là cái khách hàng sử dụng nhận thông tin thông báo của phần mềm ứng dụng IDEA chăm sóc khách hàng, giống như tổng báo lúc nãy, một cái công cụ mà để cho khách hàng người ta có thể tiếp cận với mình mọi lúc mọi nơi và giao tiếp hai chiều, thay cho cái việc họ phải gọi tới cho mình, họ gọi tới cho mình thì mình phải cố gắng vừa nghe. Và Viettel á là khi mà người ta mới xây dựng ra được trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel á, thì người ta có khoảng là 70 nhân viên, sau đó người ta tăng lên là 500 nhân viên, sau đó người ta đang tăng lên tới 5,000 nhân viên, và bây giờ người ta chỉ còn có 230 nhân viên để mà chăm sóc khách hàng cho toàn bộ Viettel. Từ 5,000 xuống 5,000 đến 5,300 là khi họ làm cái chuyện của Viettel, khi mà họ trao đổi với mình về chăm sóc khách hàng á, và có cái chuyện hồi xưa là phó giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel á, thì qua những cái chuyện của mình thì cảm thấy có cái gì đấy,
từ 5.000 người và giảm xuống 230 người, thì chúng ta đã bao giờ đặt được cái câu hỏi rằng là đương nhiên bây giờ là tất cả mọi người ở đây đều cảm giác là chúng ta đang quá tải, và kể cả chúng ta đang bị quá tải, nhưng mà chúng ta có đặt cái trường hợp rằng là chúng ta sẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm mọi cách để chúng ta giảm bớt tải, chúng ta làm công việc nó có chắc chắn không? Việc đây là một cái ví dụ là từ 5.000 người xuống 250 người. Đây các tiệm mới mở máy tất cả các anh công nhân ở dưới á, là cái tất cả những mọi thứ á, là cái khó thay đổi hết á, cái này đã cũng học từ một số cái lớp khác rồi, cảm xin các anh đổi lại á, thì cái ta khó thay đổi nhất của con người đó là thói quen anh thích ăn cái này thì không thể nào bắt anh là được thích ăn cái này để đổ qua cái khác. Anh đang làm cái việc này được có bắt anh đổ cái việc này đổ qua cái việc khác, trừ trường hợp là anh được promotion và anh được tăng chức lên những vị trí cao hơn, anh sẵn sàng anh đổi không. Bây giờ anh đang làm kỹ thuật tự nhiên đổ qua làm kinh doanh, bản thân thể tháng tham gia hết luôn, chứ mình tự nhiên là tự nhiên bị xét đè đổ qua kinh doanh làm gì trước, ví dụ như vậy. Thì đang công nhân ở dưới là bây giờ xưa thì anh đang làm rất là ổn với việc phải đi ra ngoài lấy một cái tờ giấy thuốc, phải ghi chỉ số thì đi ra và bắt ảnh và phải dùng cái máy tính bảng, trong khi anh cầm cái máy tính bảng mà đúng cái gì xảy ra rồi, cái là tất cả thấy. Bởi vì cái việc khác nó có phải là việc quả đâu, cái việc mà anh có một cái chị mở ngồi ở nhà nhưng còn đi nhặt từ số này vào trong cái xe đó có phải việc quả đâu, cái việc mà ghi tin nó xuống sai rồi bao nhiêu lần đó nó có sai thì nó được sai, tôi ghi lại cái bạn kia đó thì đâu có việc phải việc quả đâu, đúng không? Thì chúng ta phải trao đổi để các anh chị chia sẻ rằng là ở trong mức độ tổng thể thì chúng ta cần phải có một số cái trường hợp đó, là chúng ta cần phải có một số cái thay đổi nhất định để cho thay đổi được phát triển chúng ta, để chúng ta phát triển. Chỉ tiêu chiến lược điểm năm nên thực hiện theo quy định của quy trình kinh doanh, không nên ép chỉ tiêu dễ dẫn đến tai nạn lao động. Báo cáo với các anh chị là tiếp cận điểm năm nó không dẫn đến tai nạn lao động nhiều bằng là cái áp lực của cái việc đó, là không phải là áp lực bằng cái việc là người ta tuân thủ quy trình. Tiếp cận điểm năm khi mà đưa ra là 7 ngày thì năm 2016 của tổng ty đưa ra là 7 ngày, năm 2016 đưa ra là 10 ngày thì các công ty điện lực thực hiện là khoảng 7 ngày, 7 ngày 2 năm 2017 7 ngày thì các công ty điện lực thực hiện là 4 ngày 6 và năm 2018 đưa ra là 7 ngày thì các công ty điện lực đang thực hiện là 4 ngày 2 thì sau đó là mới nói rằng đó là và trong 4 ngày 2 đó là một số công ty điện lực thực hiện có 3 ngày thôi. Cụ thể là Đài Nẵng có một số công ty điện lực thực hiện khác thực hiện là 5 ngày 7, ví dụ như thế thì mình tính trung bình tổng số ngày của các công trình chia cho tổng số công trình thì nó ra trung bình của toàn công ty là 4 ngày 26. Thì trong con số 4 ngày 26 đấy á, là bao nhiêu là sự nỗ lực và ảnh hưởng tới tai nạn lao động theo thống kê mà cảm không chắc lắm, cái này cảm sẽ nhờ theo tháng của ban an toàn, nhưng mà cảm không chắc lắm là cái việc nào liên quan tới cái việc mà tai nạn lao động do tiếp cận điện năng. Anh xử lý là chủ yếu, anh xử lý thì anh xử lý sự cố, anh thi công là chủ yếu, chứ còn mà về tiếp cận điện năng là chưa thấy ghi nhận, hoặc là trong thời gian gần đây là chưa thấy, cảm sẽ tìm hiểu thêm cái nói cái thông tin này. Là có cái việc khác đó là cảm sẽ tiếp cận lại, cảm biết cái này qua thì cảm sẽ trao đổi lại cái này với lại là các anh chị. Đó là một số cái hiệu quả của cái ứng dụng công nghệ. Xóa hợp đồng thì các công ty cần phải làm rất là nỗ lực, cảm đưa lên ngay cho đẹp thôi chứ còn chắc không cần phải trình bày lại. Các anh chị cũng có thể thấy rằng đó là hồi xưa là mình có 38 khách hàng, hồ sơ của khách hàng đó là mình có những khách hàng mà phát triển 35 trước đây và có một số khách hàng mình mới phát triển 3 tháng trước đây, và khách hàng nào như khách hàng nào chúng ta có một bộ khai giấy như thế này này, và chúng ta lưu trữ toàn bộ khách hàng và khai giấy đó, chúng ta bỏ vào trong một cái kho. Và nếu như mà cảm thấy như việc là tổng đệ ngày xa xưa khi mà còn cảm làm ở Ba Lan Minh Hô, khi mà lên bên mình là tổng đệ đi vào trong cái phòng và bỏ cái hợp đồng của họ cũng ngạc nhiên. Bởi vì có một cái anh đánh ngồi là thỏ vào trong cái bàn, có chút xíu còn nửa cái bàn thì anh ngồi thì có thể hai bên là hồ sơ chằng 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 cao lên như này. Mà đậu cẩn thận anh đem một giấy mà mình
mình chết rồi. À, và cảm giác là cái phòng nó rất là tối và nó rất là bầy. Và tất cả các điều kiện khác nó đều có như thế. Bởi vì nó đó là điều kiện, tôi phải đưa hồ sơ nó đâu có bỏ được đâu. À, ví dụ như tôi ký lại hợp đồng, đó là hợp đồng cũ thì để đâu, xích lần rồi bỏ vô, giấy tạm ngày ta. Thì toàn bộ cái lãnh đạo công ty đã yêu cầu là phải làm thế nào để giải tỏa cái việc này. Thì chúng ta scan toàn bộ hồ sơ và chúng ta kết nối với CMS, mỗi công ty một lần người ta đều scan. Bây giờ là cứ xem khách hàng nào vào trong cái mã khách hàng đấy, enter phát ra toàn bộ hồ sơ xem. Cái giấy tờ mà máy là để lưu những cái bản mà ký mà có ký đóng dấu gì hai bên, còn lại là những cái giấy tờ của cô bỏ hết. Thì chúng ta giải phóng được 60% thôi thôi. Đang anh đang tự các anh tưởng tượng một lượng có hoặc một nửa cái phòng này nó đang đầy, nó bây giờ còn không chưa đầy một nửa thì phải rồi nữa, giống như mình trong nhà mình vừa ngủ á. Respirator thì cái hình tượng này nó cảm thấy nó khá là ý nghĩa. Từ cái tay nó rất là nhỏ, năm 2014 nghiên cứu tại Lý Sơn, bây giờ là chúng ta là năm 2017 là con số này, năm 2018 con số này đã là 2.1 rồi các đồng chí ạ, 2.1 rồi nè. Tổng số cái công tơ của chúng ta đang ở đây là 2.8 rồi. Dự kiến là tới năm 2020 chúng ta sẽ hoàn thành cái lộ trình lắp đặt 100% công tơ điện tử. Và bao xa? Thu tiền điện quản lý nợ. Thu tại nhà năm 2014 và cái tiền này. Thu đợt công là có chút xíu này thôi. Thu qua ngân hàng là có 1 tỷ lệ như này. Và thu tại ngoài 1 tỷ lệ như này. Thì đây ở đây á, là cái tỷ lệ ở đây á, tổng là 100% và tính trên số hóa đơn. Thì tới năm 2015 tới năm 2016 thì cái thu tại nhà nó còn chút xíu này nè. Thu tập trung là nó lớn lên, thu qua ngân hàng nó lớn lên và thu tại ngoài nó lớn lên. Có các giá trị thu tại ngoài chúng ta hiện nay thì chúng ta thu tại ngoài có 3% hóa đơn thôi. Thu tại ngoài á, chúng ta có thể thấy nó là nếu để mà nói ra tất cả những cái bất lợi của cái việc mà thu qua ngân hàng và tổ chức tham gia thì chúng ta có thể nói cả ngày. Nhưng mà chúng ta nhìn cái hiệu quả này. Và năm 2017 chúng ta là thu tập trung hoàn toàn. Thu qua ngân hàng là chiếm hơn 56% cái tỷ lệ hóa đơn. Và thu tại ngoài cái tổng tiền này cũng 3% hóa đơn. Đấy, đó rất là ít. Và cái lượng lượng thu tại ngoài này á, còn có một số cái ngoài điện lực như ngân hàng người ta tới người ta thu tại đây người ta thu. Thì cái số mà ngân hàng người ta thu tại ngoài thì được xem như là thu qua ngân hàng. À, còn cái số thu tại ngoài xíu xíu này dưới á là được tính là cái số có đơn thu tại ngoài là do người ngành điện thu á, thì chúng ta đã giải phóng gần như là toàn bộ cái nhân công cho cái việc mà thu tiền điện của chúng ta. Đương nhiên là nó có phần thu tập trung này rồi, chúng ta cũng đang còn sự duy trì một số điện thu về do người cũng là điện thu. Thì nếu như mà anh làm tổ chức nhân sự phải đứng đây nhìn á, như chị Ninh đi ngồi đây cũng nhìn đó, chị thấy là tôi nhìn cái chuyện đây như ngồi chị cười hà hà rồi. Lý do là bởi vì á là chị nói đi cái ưu tôi giảm được người nhiều quá, đúng không? Chị giảm được người nhiều quá, nhưng mà còn lại là những cái hệ lụy là anh ảnh, mấy anh tham gia anh ảnh. Anh ảnh là bây giờ là anh phải thay vì anh bỏ lấy người của anh, bây giờ anh bỏ lấy cho ông mà không phải người của ông. Nói anh nói không nghe. Ví dụ như bây giờ là anh là cái xu hướng về dịch vụ điện lực chuyển cái hotline qua bên cho cái công ty dịch vụ điện lực. Đó là chắc chắn là các anh điện lực ở đây anh mổ nhảy trong giỏng là anh nói kêu đưa qua như thế là sao tôi điều. Ví dụ như đó. Đó là một cái mà để các anh chị không phải là làm công tác kinh doanh mà có thể chia sẻ và thông cảm cho hệ thống kinh doanh trong cái việc mà phải quản lý những cái cá liên quan trực tiếp tới tiền mà mình lại không phải là cái người cầm tiền, là không phải là do mình quản lý. Chăm sóc khách hàng đa kênh thì hồi nãy cảm cũng đã nói với các anh chị rồi. Dịch vụ trực tuyến. Dịch vụ trực tuyến này chúng ta làm rất là sớm. Từ năm 2016, lãnh đạo công ty á, cái tầm nhìn của lãnh đạo công ty nó rất là xa. Từ năm 2016 khi mà tập đoàn chưa nói tới chuyện làm gì thì là dịch vụ trực tuyến mà mình đã làm rồi. Mình đã đăng tải trên web, mình làm 4 cái dịch vụ cấp điện trực tuyến, đó là cấp điện mới nè, di dời công tơ nè, tăng công suất nè, với lại thay đổi thông tin khách hàng. Anh có thông tin gì anh em biết, anh muốn thấy thì mình đã đầu tư ở đây mình làm. Đó. Nhưng mà sau đó là năm 2017 năm 2017 là theo cái quyết định 505 á là có 10-18 cái loại dịch vụ điện, và sau đó là tháng 11 là tập đoàn công bố là cái chiến dịch đó là dịch vụ điện trực tuyến để hướng tới một cái việc đó là dịch vụ ngành điện sẽ là dịch vụ công cấp độ 3 và tiến tới cấp độ 4. Dịch vụ công cấp độ 3 có nghĩa rằng là tất cả các khách hàng người ta có thể là lên trên web hoặc là lên trên một cái ứng dụng nào đó làm trực tuyến và điền và nộp tất cả những cái hồ sơ là cấp độ 3 mà không cần phải đặt ai hết. Còn cấp độ 4 là kể cả tiền cũng phải nộp trực tuyến luôn á, mà không cần phải đặt ai hết á.
thì là tạo ra được một con cấp độ 4. Mình hiện nay là đã đạt được một con cấp độ 3 và sẽ hướng tới là sẽ trở thành được một con cấp độ 4. Cái này cũng nói rồi. Các chương trình điện máy các bạn, các chương trình của trong bên công tác kinh doanh của khách hàng. Sơ sơ là các anh chị là ba công ty của tổng ty tính ra là công tác kinh doanh về từ bộ khách hàng có khoảng 20 cái chương trình mình nghe xong mình thấy nữa. Trong khi đó là các ngành khác mà kế cận mình đó là đang có khoảng 5-6 chương trình. Thì mình nói một cái bộ chương trình đau lắm đó. Nhưng mà đúng là nhiều thì bởi vì là cái từ cái lớn tới cái nhỏ là tầm lưng thứ là mình cũng phải làm. Đó là chưa kể các công ty điện lực ở dưới nha, các công ty điện lực ở dưới cũng tự xây dựng ra rất là nhiều cái chương trình mà có thể nghĩ ra được và có thể phục vụ cái dịch vụ ở cái những dịch vụ hàng ngày của họ được để mà đỡ cái nào mà sai với một cái khối lượng rất là khổng lồ. Ở đây anh biết là coi như là ví dụ như anh có lấy 400.000 khách hàng mà bây giờ lấy bộ cái thông tin của khách hàng mà ngồi làm nó sale là có làm cả lên mà một tháng ví dụ như thế. Thì có rất là nhiều cái nghiệp vụ mà tổng công ty hiện nay là đang cố hết sức như thế này nè, phát triển thêm nghiệp vụ nhưng mà không phát triển thêm chương trình, có nghĩa là tìm cách gắn những cái chương trình có liên quan với nhau vào một gắn những cái nghiệp vụ có liên quan với nhau vào trong một cái chương trình có sẵn hoặc là một chương trình mới để đảm bảo rằng là người dùng người ta không có bị lỏng. Như anh là có anh được kiểm tra là bây giờ tôi nên ngồi tôi nhớ gì sơ tôi nhớ bắt buộc xong rồi nên là tôi lỡ mãi là ta là tôi không nhớ nổi. Có trường hợp đó chứ không phải là không. Và tất cả những chúng tôi đang phản ánh đó nó đều là đúng và nó là nó đều nằm trong cái lộ trình mà chúng ta đang cải thiện dần dần, không có thể là ngày một ngày hai thì chúng ta làm hết được. Bởi vì á là chúng ta đang làm một cái gọi là SSO á, là tất cả những cái user bắt buộc chỉ là dồn hết vô một SSO thôi, chúng ta đã làm rất là tốt, ban quản lý đã làm rất là tốt. Những cái chương trình khác của công ty điện lực mà phát triển là tổng công ty cũng tìm cách là tổng quan hóa nó lại để mà đáp ứng ra được cho nhiều đối tượng khác nhau và trở thành một cái chương trình dùng chung cho toàn tổng công ty. Đó là một cái lộ trình. Nhưng mà chúng ta cũng đang đứng một cái đối diện là EVN cũng đang làm y chang với mình. EVN nói rằng bây giờ là chúng tôi sẽ xây ra, dựng ra những cái chương trình mà dùng chung cho toàn tập đoàn và đăng tổng công ty cũng phải dùng chung. Ví dụ như rằng là cái tổng thanh toán của ngân hàng chẳng hạn như đó, bây giờ EVN nói là không, EVN xây dựng một cái tổng chung của EVN đó là các công ty được vào đấy, là cả một cái sự thay đổi, cả một cái hệ thống của chúng ta đang đồ sộ như thế này, chúng ta phải đảm bảo hết của chúng ta dồn vào trong cái tổng kia. Có nghĩa là chúng ta đang có năm tổng công ty đang có năm cái tổng, chúng ta đi qua đi lại năm tổng lại đặt hết năm tổng lại đi bộ tổng kia thôi. Ngã nhíu người nào thì chưa biết lưu lượng mà. Rồi app chăm sóc khách hàng chúng ta đang có là gần 500.000 khách hàng đang dùng cái app chăm sóc khách hàng của chúng ta. Và bây giờ là tập đoàn là có ý tưởng rằng là sẽ xây dựng một app chung cho cả năm tổng công ty điện lực phục vụ một cái mục tiêu là giành được thương hiệu. Có nghĩa rằng là khách hàng biết đó là khách hàng của EVN chẳng hạn như thế, thì là sử dụng một app thôi thì chúng ta mới đặt ra một cái bài toán rằng của chiếc trang là bây giờ 500.000 khách hàng của chúng ta đang dùng cái app này, bây giờ để mà đi nói 500 khách hàng đấy là ông xóa cái app thì ông cài app kia là cả một cái vấn đề, đó là cả một vấn đề. Thì báo cáo với anh chị để các anh chị cũng chia sẻ với những pháp lực của công ty đang gắn khai thác nghiên cứu đô đế dịch vụ khách hàng, các chương trình, mô hình phối hợp. Bây giờ là chúng ta đang nói về kinh doanh từ bộ khách hàng và ở đây là cổng không thấy đây có một anh là ở đây. Khách hàng của ngành điện là khách hàng toàn dân, quá đúng luôn. Cái hình này giống ông Đỗ Nam Đông đúng không? Luôn luôn chúng ta làm việc của khách hàng thì chúng ta luôn đặt ra một cái câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn gì. Chúng ta hiện nay đang đặt ra một cái khách hàng là cấp một cái câu hỏi là cấp trên của mình muốn gì và mình muốn gì, cấp trên của mình muốn gì và mình muốn gì. Chúng ta đang thiết khi đặt ra một cái câu hỏi là khách hàng của chúng ta mong họ thực sự họ mong muốn gì. Cảm đi tìm cái câu hỏi này 3 năm trời và cảm nghĩ ra cũng chưa chắc là đúng, chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi. Cảm nghĩ các anh chị rằng đó là khách hàng của chúng ta họ chỉ muốn một cái thôi, duy nhất thôi, giá trị họ có muốn không. Cái đó là ai muốn thì thứ nhất cũng là muốn, nhưng mà cái đó là chúng ta có thể nói rằng chúng ta không có làm được gì tới cái giá trị cụ thể, bởi vì giá trị là giá của chính phủ theo quy định rồi.
người ta hàng năm người ta đi làm cũng có công ty mình đào lên đào xuống, chi phí nào hợp lý, chi phí nào không hợp lý bỏ ra bỏ vô, định mức người ta cũng giao rồi, định biên lao động cũng giao rồi, rồi giá nguyên liệu đầu vào cũng chính phủ quy định rồi, nói chung là than rồi giá thì cái người đi đó nên không biết hết rồi đó. Bây giờ mỗi năm mình biết là EVN phải giảm chi phí xuất chỗ này, xuất chỗ này, xuất chỗ này, đó là mình cố gắng mình chạy theo, mình làm hết sức để mình đạt được cái mức chi phí đó, để mà được bỏ hàng cao hơn, để mà đảm bảo được vấn đề là không tăng. Ví dụ như năm 2018 thì là tập đoàn thủ tướng chính phủ đã làm không tăng cái điện thì chúng ta sẽ sẵn sàng cam kết các khách hàng chúng ta đã làm rồi. Nguyên tắc để tính giá điện đã đâu toàn bộ là bộ công thương người ta tính hết, liên ngành liên bộ người ta tính hết. Câu hỏi thứ hai là đó là người ta muốn cái gì, người ta muốn thêm gì nữa, người ta muốn về về người ta cảm nhiều hơn nặng rồi. Đương nhiên là người ta cũng rất là nhiều thứ, nhưng mà cốt lõi người ta chỉ cần hai cái. Xin lỗi, thứ nhất là thật ra là chỉ một cái thôi, thông tin phải rõ, không minh bạch, hoặc là nói một là một, nói hai là hai đó. Ví dụ như họ nói rằng đó là tôi nói rằng đó là hôm nay sẽ được cái điện từ 6 giờ cho tới 11 giờ. Và họ biết trước đó là theo quy định chúng ta sẽ thông báo cho họ trước ít nhất là 5 ngày đúng không? Từ trường hợp được sự cố ít nhất 5 ngày. Nhưng mà tới 9 họ đến bị hết rồi, nó tới 9 giờ nó không có điện. Trước đây họ khách hàng họ không hôm nay mà nói đủ, chứ hôm nay không cấp được, không có cấp. Đây. Trước đây hoặc là nếu như mà 9 giờ mà có điện và tới khoảng nói là cái điện từ 9 giờ đến 1 giờ. Nhưng mà bây giờ nó ra tới 9 giờ, tới 10 giờ có điện lại là vui, đúng không? Nhưng mà tới 12 giờ không có điện, cứ hỏi đi. Bởi vì là mình không giữ được cam kết. Đương nhiên là cái làm tốt hơn thì họ không có khen mình lắm, nhưng mà cái mình làm xấu một xíu thì họ có chuyện liền. Đấy. Thứ hai nữa là họ gọi tới trung tâm khách hàng, trung tâm khách hàng nói là người của ngành điện sẽ gọi điện tới ngành để mà xử lý trường hợp này. Chờ cả ngày hôm nay mình tức mình vợ phát lên thẳng tổng giám đốc luôn. Đưa ra tổng giám đốc cái này nhắn một cái tin xuống là dưới nguyên hệ thống thì nó chạy chuông cho là chạy từ tổng cho tới giám đốc điện lực cho tới phó giám đốc giám đốc công ty điện lực cho tới phó giám đốc kinh doanh cho tới trưởng giám đốc điện lực cho tới cái anh đó là coi như là nguyên một cái hệ thống nó chạy nhắn nhằn rồi. Đó đã có những cái trường hợp đấy rồi, thậm chí là tối ba mươi tết chạy giá nào luôn. Chỉ có một cái việc như thế này nè, một cái anh là Tâm Kim, anh gọi điện đầu tiên lại tổng giám đốc luôn, mà nó ông kêu tôi nói thiệt với anh, cho tôi biết rằng cách đây hai ngày là tôi đang nộp tiền, mà họ nói là tôi nộp tiền rồi, và tôi nói tôi đi nộp bởi vì là nhà tôi có, mà tôi đi nộp à, mà tôi nói là có không con thôi, con một ít tiền ông cho tôi nộp ít này rồi là ít tiền kia là mất tiền tôi. Cái ngày cái ông thu tiền của ông không, ông nộp rồi mà sao chúng ta không có những tiền lợi của ông, ông về chúng ta lại nhà ông cũng có ăn được không? Đó, cái tổng về nhà ông lôi coi như là cha mẹ bà con cô bác ông hỏi hết chứ không ai đủ cho đó. Cái ngày là con bữa sau ông đi nộp nữa, cái thằng đó tôi không ông được đâu. Cái ngày ông đi về ông không thể tiền lăn lăn cái ngày cái nhiều cái tổng nhận tờ giấy tiền. Cái lần gọi là trung tâm chăm khách hàng, trung tâm chăm khách hàng nói rằng anh còn nợ. Rất dài gọi là gọi là anh còn nợ, rồi còn không tin đi thêm lại báo lại sau. Rất cản chờ rất nhiều, rất dài là cản gọi lại tôi đang thiếu khách hàng nữa, tôi đang thiếu hàng đang nói nửa giờ tôi mới cấp máy đó, không biết là do bạn hay do gì nửa giờ cấp máy. Rất dài anh tối anh gọi là 5 giờ chiều anh gọi lần nữa. Rất dài cô nó vẫn mới nói rằng là điện lực Vision sẽ gọi điện lại anh ngay bây giờ. Cậu Kim là điện lực Vision. Rất dài tới 9 giờ tối anh không thấy gì đâu mà sẵn tiền. Anh sẽ tắt điện. Cái ngày này anh sẽ điện thoại đóng nó không gọi. Tôi thấy những chuỗi cái này cảm nhận được cái tình. Cái ngày cảm mới gọi trực tiếp tới cái điện lực đó. Cái ngày cái anh kiểu anh không biết để anh hỏi lại. Bởi vì cảm không có biết là cái ông nào mà trực tiếp cuộc cách đi tới đâu hỏi cái anh mà cho các điện lực anh làm kiểu cần xin điện thoại đã. Rồi gọi lại trực tiếp cái anh khó lắm quá con điện lực đó. Đó cái anh làm kiểu cần xin tiền. Thì tái ra một cái việc như này. Cái ông á mà không đi thu tiền điện là một ông thì cũng có lấy điện năng một cái ông là tổ chức quốc gia và cái dữ liệu ông lấy về kiểu đăng á mà dữ liệu trả về cho ông là dữ liệu đó là không ghi nợ khách hàng này, khách hàng này là không thấy tiền nợ
không đến quyền lợi thì có nghĩa là ăn mật rối đấy. Mà trong khi là dữ liệu ở tại công ty quyền lực á là có ghi nợ rồi, trung tâm chăm sóc khách hàng cũng ta phải được giải trình rằng là tại vì đường đó trần mạng rồi, cô này là nhân viên tốt nhất của tôi, không thể nào có trường hợp là của với phá giữ trình người này nọ đi đứa khác. Thì chỉ vì một cái lý do nó hết sức là vớ vẩn, có thể nói là vớ vẩn. Nếu như mà chúng ta nắm bắt kịp thời, chúng ta đã lần hai một cái là tôi sẽ kiểm tra cho anh người này nọ đi đứa khác, thì cái vấn đề nó đặt ở đâu? Cái vấn đề nó đặt ở ngay ở chỗ là chúng ta chưa biết là khách hàng người ta muốn gì. Chúng ta chỉ biết là có những quá nhiều cái mục tiêu nó đặt ra chúng ta, là chúng ta phải giống như là quên càng nhiều càng tốt, nhưng mà chúng ta chưa chặn đến cái cốt lõi của vấn đề. Thì là cái phương châm mới của tập đoàn đưa ra là khách hàng là trung tâm. Thì khách hàng người ta nhìn tới cái điện á, người ta sẽ nhìn qua những ai? Thứ nhất là người được tiền, đúng không ạ? Cái anh mà hồi nãy đã đưa ra ví dụ, anh đâu có gặp anh đánh bắt điện lực đâu, anh cũng không gặp anh đứng phòng kinh doanh của điện lực, anh cũng không gặp anh Khang luôn, anh cũng không gặp cảm luôn, anh gặp cái anh tiền á, anh gặp cái cô đang xử lý á, ví dụ như là có sự cố viên cơ thì cái anh đó, rồi anh gặp mấy cô chăm sóc khách hàng, ví dụ như anh tới ngoài nè, rồi anh tới anh gọi tới trung tâm chăm sóc khách hàng. Thì tất cả những cái người ấy là gọi là bộ phận trực tiếp đó, thì người ta đa số người ta gắn tất cả và người ta tạo nên bộ mặt của tổng tiền thành công, đúng không ạ? Đúng không? Nếu mà bắt khách hàng thì tất cả những cái anh chị làm trực tiếp đấy là sẽ tạo nên cái bộ mặt của tổng tiền thành công. Người ta nhìn vào đấy người ta nói rằng là tổng tiền được miền trung tốt, tổng tiền được miền trung đẹp, tổng công ty được miền trung minh bạch, tổng công ty thì được mình trong tiến bộ hay là như thế nào đấy, thì khách hàng những cái anh đấy làm đánh giá thông qua thì đánh giá sẽ là khách hàng đó, thì chúng ta đang được 7783 đối với lại khách hàng ngoài sinh hoạt, chúng ta có khoảng hơn 100.000 khách hàng ngoài sinh hoạt hơn, và chúng ta đang có khoảng gần 200.000 khách hàng ngoài sinh hoạt hơn. Và đối với lại những cái anh mà khách hàng sinh hoạt đó, thì bởi vì cái sản lượng sử dụng điện của ít mà số lượng cũng nhiều thì anh có vẻ là hơi lớn tới hơn, chúng ta chú ý đó. Thầy giáo dạy môn giao tiếp khách hàng có thêm một vấn đề là giáo dục khách hàng trong công tác chăm sóc khách hàng. Đề nghị trưởng ban nhân dân trao đổi quan điểm về vấn đề này, có bán ra hàng chết ạ. Trả lời đây là chết tiền á. Con mình đã nhiều cái giáo dục được giáo dục khách hàng. Nhưng mà anh ta cần cái chia sẻ một cách đó là có một cái phương pháp gọi là giáo dục yêu thương. Giáo dục yêu thương đó là có nghĩa là mình làm như thế nào đó thì để cho những người xung quanh mình, người ta tập trước, người ta làm gì nữa, và lâu dần nó thành một thói quen. Thì tất cả những cái dịch vụ, những cái anh chị mà làm việc trực tiếp á, thì chúng ta đang có một cái cách á là làm như thế nào để mà đào tạo các anh chị đấy, để mà có một cái thái độ hết sức là cởi mở và thân thiện và rõ ràng và minh bạch với lại khách hàng. Thì thay giáo dục, chúng ta giáo dục là giáo dục khách hàng cái khía cạnh đấy, thì theo cảm nghĩ là như được, không biết là có đúng hay không. Cảm cũng chưa được học cái môn giao tiếp khách hàng của ông thầy mà anh nói, cho nên là xin chia sẻ quan điểm này là ở góc độ cá nhân nha. Ngành điện đang hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đang làm được rất nhiều việc, tuy nhiên cũng chưa hài lòng còn nhiều. Vấn đề muốn trao đổi những giải pháp nào mà chúng ta chưa thực hiện và sắp thực hiện thời gian đấy để tăng sự hài lòng khách hàng. Thì cảm ơn chương trình bài xong. Cái tỷ lệ chưa hài lòng khách hàng cũng còn nhiều á, thì báo cáo với anh chị là có một cái dashboard của trung tâm chăm sóc khách hàng. Cái số lượng tiếp nhận về dịch vụ, nếu mà chúng ta lấy cái số liệu từ tháng 8 thì nha, báo cáo với các anh chị là tổng số ngày làm việc các con số cho này đặt sau thấy người mình thấy bao sao còn số thôi, chứ nó cũng không có. Đây ví dụ như là những cái thông tin như thế này nè,
ghi nhận xử lý bất điện, thay đổi cập nhật thông tin này, thông báo thông tin này, xử lý đề xuất kiến nghị này, yêu cầu cấp điện, yêu cầu đăng ký thông tin. Nó có một cái phần đó là phàn nàn về cái thái độ của nhân viên, yêu cầu đây kiến nghị về thái độ nhân viên. Đây kiến nghị về đây kiến nghị về thái độ nhân viên là hai nha, trong tổng cộng là 85.011 là nhiều ý. Nếu mà chúng ta nhìn ở cái chỗ là cái điều gì mà thái độ nhân viên chỉ có 285.000 là nó là mũi, chúng ta gọi là mũi đúng không? Nhưng mà thực tế là cái kiến nghị của nhân viên á, cái lượng thái độ của nhân viên á, nó được bao hàm trong tất cả những cái kiến nghị chỗ này. Đây. Nếu mà chúng ta, nếu anh chị mà thử á, các anh chị nào mà có nhu cầu á, là cảm sẽ đắp các anh chị user trong vòng một ngày để các anh chị vào nghe một số cuộc gọi, mà các anh chị có thể tự chọn bất kỳ một cuộc gọi nào các anh chị muốn nghe, các anh chị nghe một số cuộc gọi 10 cuộc thôi của trong tâm khách hàng, chọn trong cái này một thứ, mỗi thứ một cái, lấy làm cái ngồi nghe xong là các anh chị thấy rằng đó là hỉ độ ái ố trên cuộc đời là cái gì đó cũng chưa biết đó, như giờ mình dây điện. Di dời đường dây điện đó thì ở đây một số thông tin được ghi vào đây là di dời đường dây điện, nhưng mà thật ra là ông đấy ông nói với tôi là cô này nói với tôi kia các loại kiến nghị về các loại chi phí đó, kiến nghị các loại chi phí là tự nhiên nó nổ chứ không ngành điện lắp công tơ sao nó làm cái gì luôn rồi kiến nghị về cái số công tơ tôi dùng điện tới bữa nay có tới số 500 mà sao ông phát mà nó lên tôi là 550 rồi kiến nghị về mất điện với các đường điện 588 nè đấy 88 so với lại 85.000 đấy á, 85.011 á thì cũng là chưa được 0.1%, chưa được đúng không anh, chưa được 0.1%. Kiến nghị với thanh toán tiền điện 1038 có vẻ nằm đây nè, đây 1038 tôi thanh toán rồi, tại sao thu nữa? Cái ông này là ông thu cho tôi là bây giờ ông thu tôi thêm phí 200.000. Ông kia là ổng thu tiền điện, ổng nói ngày đi 7 rưỡi tới thu, rồi 7 rưỡi tới đây tôi chờ tôi thấy ăn hết rồi sao hóa đơn mà thu tôi 2 lần rồi tôi nộp rồi mà sao nó chưa nộp, rồi tiền trong tài khoản tôi có mà sao ông rít bây giờ ổng nói tôi chưa nộp, thắc mắc 1.001 lý do để ổng có thể gây ra một số cái claim này. Đây kiến nghị về thủ tục cấp điện của các loại. Đây thì khách hàng nhìn vào điện thì nhìn vào ai, rồi đánh giá đọc điện thông qua ai, thông qua chị này thông qua anh này thông qua cô này, không thông qua anh em mình muốn mua đấy. Chúng ta là bộ phận gián tiếp và chúng ta phải có trách nhiệm nhìn nhận một cái hệ thống, một cái góc độ tổng thể mà chúng ta tìm cách là chúng ta xây dựng lại, cải tiến lại tất cả những cái mà chúng ta có thể cải tiến được để mà cho một cái hệ thống chúng ta nó chạy một cách suôn sẻ hơn của cái người ở dưới cùng là người ta đã áp lực nhất. Cho nên đó là cái cách đầu tiên để mà cảm đỡ áp lực đó là giảm bớt cái lượng báo cáo đi, với lại là làm ra để mà bớt bằng tay coi như là chạy không chạy bằng cơm, giảm tối đa hết những cái tư liệu bộ chúng ta nhờ mình là chạy bằng cơm á. Thì tham mưu góc độ của tự đảm là tham mưu ở cái góc độ đấy, và tự đảm cũng đang rất là hết sức 20 con người ở ban kinh doanh và hơn 6.000 con người ở các công ty điện lực đang làm trực tiếp công tác kinh doanh gián trực tiếp và gián tiếp, thì cũng đều là có một cái mong muốn là giả, và rất là mong các anh chị là sẽ là cùng chia sẻ với lại tổng ty, với lại là các cán bộ công nhân làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, để mà chúng ta có thể là góp những cái ý kiến để làm cho công tác nó tốt hơn.
liên quan tới một cái nữa là liên quan tới cái thi đua, làm thế nào để mà giảm bớt những cái thi đua. Thì nếu mà chúng ta giảm là chúng ta sẽ nhận được sự hài lòng của mọi người rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta giảm đi thì chúng ta có phát triển hay không á, thì đó sẽ là câu hỏi thứ hai. Và có một cái câu mà hồi khi đường vào đây là cảm nhớ là đây là cảm chia sẻ với anh chị, người nào mà ngồi cười nhẹ nói nhẹ và bên nhẹ nói nhẹ cười nhiều là người trước cao hay là cả hai đứa, thì để mà làm hài lòng tất cả mọi người thì chỉ có các người bên nhẹ nói nhẹ cười nhiều thôi. Nhưng mà nếu mà để làm cho đứa thì khó, để chúng ta có một hệ thống phát triển. Thì câu hỏi này là được đặt ra cho các anh chị, thì là các bộ quản lý thì các anh chị sẽ làm gì để cải thiện cái chất lượng dịch vụ khách hàng, chất lượng của công tác kinh doanh để mà đưa tổ công ty miền Trung lên một cái tầm cao mới. Thì đó là cái câu hỏi của ban kinh doanh. Và bây giờ xin mời các anh chị giải lao xíu hơn rồi, nên mình sẽ trao đổi thêm khoảng 45 phút nó hoặc 1 tiếng nữa về công tác tìm việc. Và sau đó chúng ta sẽ, nếu mà còn câu hỏi gì nữa thì các anh chị sẽ nói tiếp. Mời các chị nữa. Dạ em ra từ lần em check cái này chứ gì.
chị mở cái file đây các. Học đây lâu chưa Hiếu? Dạ. Học đây lâu chưa? Hôm nay phần cuối rồi chị. 4 phần. Hôm nay là phần cuối. Để cho chị Tây mình mà cái phần mà sĩ của hotline với lại vệ sinh cách điện nó có cái đơn giá nha. Vệ sinh cách điện cái đó là cảm chịu, anh phải hỏi bàn bự á, chứ còn giá đó là em thua. Làm gì có kinh doanh, là chỉ biết kinh doanh thôi chứ còn đâu có đâu có mua sắm cái gì đấy. Không, cái giờ mà khách hàng họ muốn về sinh cái điện của cái đường dây qua. À, cái này dịch vụ của công ty lại á, cái thank you.
Thank you.
Qua cái phần thì tôi đã đăng thì cảm ơn xin báo cáo với anh chị thêm một cái về tình hình thực hiện công tác kinh doanh thì cũng thà cũng lên CBC luôn 8 tháng đầu năm 2018 thì cái đây một tháng là tổng ty là tổ chức cái sơ kết 7 tháng và tình hình năm 2018 này thì khá là khả quan. Thương phẩm chúng ta là chắc chắn sẽ đạt tới thời điểm 8 tháng là chúng ta thấy rằng là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ đạt, chứ có là đạt ở mức cao là đạt ở mức vừa thôi. Giá bán thì chúng ta đã vượt 11,7 lần so với lại là kế hoạch kinh doanh giao. Tổng thất là đang có nguy cơ là bị cao, bởi vì là có hai công ty mình đó là và có thế là có nguy cơ là không đạt kế hoạch. Thì trong đó là công ty Đà Nẵng với công ty ở Khánh Hòa là hai đơn vị là có chiếm tới gần 29% sản phẩm của toàn công ty, nhưng mà tổng thất là đang bị cao so cùng kỳ. Thì đương nhiên là lãnh đạo của hai công ty lần này là đang hết sức là cố gắng để mà giảm cái tổn thất cái xuống thấp hơn mức kế hoạch. Tuy nhiên là tập đoàn cái chỉ tiêu năm nay giao phấn đấu là 52%, thì đòi hỏi là cái sự phấn đấu của tất cả các công ty lực trong cái việc mà quản lý và giảm tổn thất. Các chỉ tiêu khác mà chúng ta có một cái chỉ tiêu khả năng chúng ta không đạt được đó là đo xa cảnh nó công cộng và tiêu dùng hoàn thành 100%. Lý do là bởi vì chúng ta đang tập đoàn đang chưa có cái chủ trương để mà đo xa thông qua cái việc mà thuê dịch vụ đo xa. Chúng ta lúc này là chúng ta đã thuê là 12.000 cái điểm đo và tới thời điểm hiện nay chúng ta đang đứng ở đây thì có 6.000 điểm đo đã hết hạn thuê dịch vụ rồi. Tới cuối tháng này sẽ tiếp tục thêm 1.000 điểm đo nữa là hết hạn thuê dịch vụ. Và chúng ta chưa ký lại từ tập đoàn. Thì có từ tháng 1 tới 3-4 tháng 1 nên năm 2018 cho tới bây giờ là chúng ta có 6.000 điểm đo đấy là chúng ta đang điều chùa. Dù mà chưa trả tiền cái cơ chế của IBM đó thì IBM nói rằng là chúng ta phải tự đầu tư tự vận hành cái hệ thống mà chúng ta không có đủ nguồn lực, chúng ta không có đủ chi phí để mà có thể là mua một lúc là mua mấy chục ngàn cái model để chúng thả vào. Chúng ta đã mua và chúng ta đã lắp và chúng ta đã vận hành nhưng mà hiệu quả nó không cao và chúng ta không đủ năng lực để mà vận hành. Các anh chị làm nguồn lực cứ làm nguồn ra thì chắc là biết cái nội dung này. Công ty điện tử một pha hồi nãy em về cảm thấy nói với cảm rằng là cố gắng đưa công ty điện tử một pha nhiều giá vào vận hành. Đây là một cái mong muốn của tổng ty rất là lớn, bởi vì là công ty một pha nhiều giá và ngoài cái việc đó mà lắp giai đoạn công trọng và đo xa nó giảm được chi phí là nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc tăng giá bán đối với những khách hàng mà kinh doanh nhưng mà người ta lại sử dụng điện một pha. Các giải pháp thực hiện chiến lược của IBM CBC trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng giai đoạn năm 2020 và năm 2025. Báo cáo anh chị là cảm chưa trả lời câu hỏi này. Lý do là chúng ta có một cái chiến lược tới 2020, định hướng tới 2025. Chúng ta có một chiến lược kinh doanh dịch vụ khách hàng tới 2020 và định hướng tới 2025. Và trong đó là định hướng là tổng công ty điện lực miền Trung sẽ thành một trong những công ty điện lực đứng đầu ở khu vực. Tổng công ty điện lực đứng đầu ở khu vực. Đó là trong cái việc áp dụng công nghệ số hóa toàn bộ dịch vụ. Và chúng ta đang làm rất là dễ, những giải pháp rất là nỗ lực đó là chúng ta số hóa toàn bộ túi dịch vụ. Chúng ta ứng dụng công nghệ 4.0 ở công nghệ Big Data, ứng dụng nhiều nhất là Big Data, AI và Blockchain để mà chúng ta có thể là số hóa toàn bộ những dịch vụ của chúng ta. Tất cả mọi người ra đường bây giờ ta thay vì là phải nhớ phải lái thì thay vì một người làm ba người làm ba công việc khác nhau thì một người có thể làm ba nhiệm vụ đấy với cái thời gian kiếm như cũ
và thứ hai nữa là toàn bộ cái dữ liệu nó sẽ được số hóa và được hệ thống này rất là rõ ràng khai thác chuỗi dữ liệu, có nghĩa là khi chúng ta có điện, dữ liệu có điện nó sẽ được kế thừa cho tất cả những dữ liệu khác sau này, ứng dụng công nghệ big data. Lý do là cảm không trả lời. Lý do. Alo. Lý do mà cảm không trả lời được cái giai đoạn 2020 rồi. Tới 2025 á. Bởi vì hình như mà tắt cái đèn luôn rồi. Năm này. Hết giờ đúng không? Hết giờ đây là bây giờ mày đổ con phố nhậu là không có điều hòa đúng không? Cái con lớn này giờ. Phải chuẩn bị người này nói là phát ngôn của điều thông như thế này như kia rồi này nọ như thế đó,
Nhưng mà vào cuộc họp thứ ba là để đánh giá lại cái việc mà hôm qua thì mình đã tổ chức như thế nào, thì á là những cái người trong cuộc á, những cái người còn làm này ngồi trong cuộc họp đấy, người ta mới nói rằng á là tôi không thấy cái xe nào cả, cho nên gia đình người ta phải xe xe. Gia đình này là có một người thân ở bên quân đội đi chuyển xe một số đỏ đàng hoàng, là đứng ra thuê xe để đưa linh cữu của hai người này đi về quê. Và bệnh viện yêu cầu nộp viện phí 5 triệu ứng viện phí 5 triệu. Và cái anh mà quân đội á, mà ảnh tới đó, ảnh tức trực á, thì ảnh nộp ngay 5 triệu đấy. Thì một cái anh ở viện kiểm sát, ảnh cũng học đấy cả luôn, để ảnh mới nói rằng á là tôi nhìn như thế mà tôi thấy là nó không có tính nhân văn, nó ảnh hưởng tới cái sự đánh giá của du khách với Đà Nẵng. Bởi vì là ngay trong cái giai đoạn mà nó nước rút lắm á, thì tôi mới thể hiện ra được á là cái tình người của Đà Nẵng nó như thế nào. Bởi vì người ta nói là với Đà Nẵng nắng sóng, bởi vì là Đà Nẵng nó không có chặt chém về mọi người thân thiện này, phần lớn là tình người, ngoài cái việc đẹp của thiên nhiên, rồi sạch sẽ của thành phố ra thì á. À, thì cái anh ở văn phòng ảnh phụ trách chính cái bộ này luôn, ảnh mới nói như thế này nè, ảnh mới nói là chỉ đạo nhưng mà họ không làm, trước mặt sếp nó thì họ nhưng mà sau đó họ không làm. Và cho đây nó là nó xảy ra cái việc là bệnh viện nó bằng không 5 triệu và xe thì gia đình cũng phải thuê đi về. Chứ còn bây giờ là thành phố cố gắng không có xe 115 để chở họ về thì có cái gì đâu, ở Nghệ An thì tỉnh gì đó. Thì liên quan tới câu hỏi này, nó mang tính thời sự một tí để cảm liên hệ tới câu hỏi này. Những cái giải pháp thực hiện chiến lược của EVC, EVNCVC trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng giai đoạn 2020-2025. Giải pháp là có, chứ đầu tiên là chiến lược có, thứ hai là giải pháp có, còn việc thực hiện là như thế nào, ai là người thực hiện. Nếu chúng ta không thực hiện một cách rốt ráo thì chúng ta thấy rằng là giải pháp nó nói chung là nó cũng được đó, nhưng mà vận dụng vào thực tế của tôi nó không được. Chất lượng nguồn nhân lực của tôi ở đây là cũng có vấn đề, cho nên là tạm thời chúng tôi chưa triển khai được giải pháp này. ABC có rất là nhiều lý do nào cũng tất cả. Thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta thực hiện được cái chiến lược? Chúng ta làm như thế nào để chúng ta thực tế hóa cái giải pháp? Và làm như thế nào chúng ta được một kết quả tốt hơn? Thì đâu đó nó phải thông qua nhiều biện pháp, nhiều giải pháp. Trong đó có một giải pháp là chỉ tiêu và cạnh tranh. Anh đã có bao giờ suy nghĩ rằng, chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng là một ngày nào đó khách hàng người ta không còn mua điện của mình nữa? Anh đang nghĩ tới chuyện đấy chưa? Ở đây có ai đã nghĩ tới chuyện đấy chưa? Cảm biết có một cái anh rất là tâm huyết với thị trường điện, và đang nghiên cứu rất là sâu về thị trường điện. Thì chắc là cảm ơn dạ Tiến, xin Tiến này anh Tiến một ngày nào đó có khách hàng người ta không còn mua điện của anh nữa thì anh phải như thế nào? Có doanh thu lắm chứ, không có doanh thu ạ. Thật ra bây giờ đi cái thị trường điện thì hôm nay tôi cũng thật ra nếu mà mình nỗ lực phát triển bản thân nữa, có lẽ là cũng nhiều lý do vì đi là các cái lợi ích từ bản thân không được phát triển bằng không, còn mình nếu thị trường điện mà phát triển thì không có mạnh tâm thì không có mình. Thật ra ví dụ như những dịch vụ khách hàng hay là các loại ngoài khách hàng thì qua là cũng là mình đang nỗ lực không, nếu mà thì thực sự thì hiện tiền chúng ta cạnh tranh thì những cái vấn đề đó không gặp thiết, ví dụ là việc khách hàng hòa tiền nhưng mà đây hiện nay mình thấy cũng có thách thức này, thách thức hiện nay tức là cái ngành điện không thách thức đấy, tại nước ngoài đó thì xảy ra đổi ở Úc thì hiện nay cái điện mặt trời của nước Úc đã chiếm tới 40%, tức là 40% hộ gia đình họ đã lắp nước Úc, thì đó là cái thách thức của ngành điện. Có những nguồn năng lượng mới thay thế mà họ sẽ làm cho doanh thu của ngành điện mình sẽ giảm sút. Mình thấy đó có thách thức là có thể xảy ra, có thể thực tế là hiện nay các công nghệ cũng phát triển nhiều, giá thành cũng xuống, công nghệ lưu trữ rồi thứ
thì ngành điện thì chúng có hai thứ, là thứ nhất là công nghệ mới, các năng lượng mới, và thứ hai là cái thị trường điện cạnh tranh, là cái thách thức rất lớn đối với ngành nguyên ngành điện. Anh Tiến anh đã làm bác sĩ về thị trường điện, cho nên là nếu mà đi trao đổi thị trường điện đó là anh Tiến anh sẽ rành hơn, cảm rất là nhiều, cảm chỉ nói là làm thực tế thị trường điện ở Việt Nam này thôi, trong một cái cơ chế của thị trường điện gọi là lâu đi lâu dài chứ không phải là cạnh tranh cho lắm. Nhưng mà một điều tất yếu sẽ xảy ra là theo cái thiết kế của thị trường điện tại Việt Nam hiện nay á, là tới năm 2019 thì những khách hàng lớn có được quyền, khách hàng lớn là khách hàng mua điện từ 510 trở lên, được quyền mua điện trực tiếp từ nhà máy điện, thì nhà máy điện nếu như mà có thể là đấu nấu trực tiếp vào lưới nhà máy điện thì nhà máy điện người ta bán trực tiếp thôi, còn nếu mà đấu nấu không trực tiếp thì nhà máy điện người ta trả được cái khoản phí, người ta thuê cái lưới điện của ngành điện thôi để mà truyền tải điện, bán điện cho khách hàng, và tiền đó là ông nhà máy điện cũng đang ở đâu, ông khách hàng còn tiền nhà máy điện, chúng ta cho thuê lưới điện lấy điện hết. À, đó là lộ trình của thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh á, ở đây Cẩm nói tới cái góc độ khách hàng trước rồi chút nữa Cẩm sẽ qua cái mô hình sau, chứ bây giờ đi vô mô hình xấu á, Cẩm đặt cái mô hình hoài không hiểu. Và tới cái thị trường bán lẻ từ dự kiến năm 2021, nhưng mà Cẩm nghĩ rằng là phải cái năm 2023 gì đó, có nghĩa rằng á là khách hàng sử dụng điện của chúng ta đang có hiện nay, chúng ta ngay cả chúng ta là khách hàng sử dụng điện đó, chúng ta vừa là người bán điện vừa là người mua điện đó, thì chúng ta có thể được quyền lựa chọn bất kỳ ai đó để mà đi để mua điện từ họ. Các anh chị hãy nghĩ rằng việc theo một ngày nào đó họ sẽ đứng ra họ ký hợp đồng có điện và họ bán điện trên cũng với công tơ đấy, có nghĩa là nhà mình giống như truyền hình cáp đó, thì bây giờ thay vì là tôi tháo cái truyền hình cáp và tôi còn tháo cái đầu cái đầu thu á, cái đầu khác á, tôi tháo đi rồi tôi lắp cái của ông khác vô, đúng không? Chứ còn với thị trường điện là anh không cần phải tháo cái công tơ đó, anh chỉ việc anh ký hợp đồng với lại cái ông khác thôi, bởi vì cái công tơ đấy là tài sản của một cái công ty gọi là công ty phân phối. Và cái ông mà bán lẻ là dự kiến là các điện lực của chúng ta hiện nay nó sẽ chia ra làm hai phần, một phần là phân phối, một phần bán lẻ. Bây giờ hiện nay chúng ta đã tắt rồi, và tắt ở trên chi phí, có nghĩa là tắt ở cái phần phân phối và bán lẻ, cái nào mà liên quan đến của khách hàng trực tiếp với khách hàng, tiền thu tiền điện rồi chăm sóc khách hàng rồi gì cũng liên quan đến khách hàng thì gọi là bán lẻ, còn cái gì vẫn liên quan tới vận hành lưới rồi này nọ đi lưới khác là gọi là phân phối. Đấy, thì cái anh phân phối với anh điện thì với cái anh bán lẻ là hồi xưa là chúng ta là ăn cùng băng ngủ cùng giường, và bây giờ là anh phân phối với lại là cái chị bán lẻ là sẽ tách ra tiêu lên nhau là nhà anh ở nhà tôi ở và việc anh làm việc tôi bán. Đấy, sẽ không còn có mối liên hệ đấy nữa. Thì các anh chị nghĩ thế nào nếu như mà Viettel người ta ở giai đoạn này người ta đang hết sức nỗ lực để người ta tiếp cận với khách hàng của ngành điện thông qua cái việc thu tiền điện, để sau này người ta chỉ làm một cái việc là người ta đăng ký một cái giấy phép, đăng ký một cái giấy phép hoạt động điện lực, và để người ta bán điện đến khách hàng, người ta thuê lưới, người ta bán hàng, khác gì mình đâu, đúng không ạ? Đúng không? Thì cách đây khoảng một năm, khi gần đây đi cách không á, có một cái anh giám đốc điện lực, anh nói với tổng giám đốc luôn, mà nói là đi thắp tổng đoàn tổng đốc đi làm việc ở đất nước, và nói như thế này: hồi xưa là vai trò của điện lực với địa phương lớn á, họ làm cái gì họ cũng gọi tôi cho, họ mời tôi rất là năng động, còn bây giờ là họ không thèm mời, và họ gọi điện tôi là họ quá quyền, tôi không làm cái việc gì đó mà tôi để là họ quá. Tự nhiên tôi thấy là mình tự làm cho mình xuống giá, ý là mình tự làm cho mình xuống giá. Xuống giá có nghĩa là hồi xưa là gọi thông tin kiểu gì là cũng phải gọi tới ảnh, anh ừ thì ok, anh không mời thì thôi, bây giờ là tới trung tâm khách hàng, anh không làm mà nó có người khác gọi điện alo với anh đi. Đấy,
với cái xuống giáo đó. Lúc này cảm ơn cụ Đốc, anh nói cụ Đốc, anh nói cho tôi có những cái khó khăn A B C D này nọ như thế khác hoàn toàn đúng luôn. Nhưng mà đặt ra một cái bối cảnh là tất cả mọi người đều đang mang khách hàng và người ta khách hàng người trả tiền, đương nhiên đó là cái tiền họ trả cho mình đó, thì có xứng có đáng với công của mình hay không đó, thì cái đấy là cũng có rất là nhiều ý kiến là cảm ơn con tham gia đánh giá vào cái việc đấy. Nhưng mà chị suy nghĩ một cái việc rằng là một ngày nào đó khách hàng sẽ bỏ ra đi để qua nhà bên cạnh và ký hợp đồng mua bán điện nhà bên cạnh đó. Và sẽ có xảy ra trường hợp là khách hàng hôm nay là người ta mua điện của ông A, của ông điện lực, cái đó hôm qua họ sau họ mua điện của ông điện tèo, cái sau đó cái họ từ ông điện tèo họ lại nhảy qua điện lực họ mua điện để lại cho ông điện tèo đóng nợ, hoặc là ông để lại cho ông điện lực đóng nợ, bởi vì tôi có quyền tôi di chuyển mà. Bởi vì hôm trước đó là cảm là ký hợp đồng với đây thì tôi cảm có ký hợp đồng không điện lực, cái ngày cảm đợi một tháng tiền điện mà sau đó vẫn nhảy qua bên điện tèo và ký hợp đồng mua bán điện với đây thì tôi cảm, mà sau đó vẫn hủy hợp đồng qua điện tèo thì là ông xã cảm với lại là ký hợp đồng với lại điện lực, thì cũng đâu có hiện nay ở góc độ về luật pháp là cũng không ai được quyền yêu cầu ông tôi trả tiền nợ trả lại tiền điện cho bà bán, cho dù là hai cái việc đấy là nó đều xảy ra ở cùng một cái địa điểm mua điện. Luật của chúng ta đang là như thế, thì ra đây là chúng ta đang gắn một cái rủi ro rất là mệt mỏi liên quan tới cái việc mà quản lý nợ rồi thu tiền và các loại. Tại thời điểm này nó đang khó nhưng mà sau này nó sẽ khó hơn. Và các anh chị nghĩ như thế nào nếu như đó, mà với cái nhóm mà chúng ta đang ăn lương trên cây thương phẩm và những khách hàng công nghiệp đó, là những cái ông mà dùng tiền điện là cả chục tỷ tiền điện hàng tháng, ông vẫy tay ông chào mình, ông ra đi không một lời từ biệt, ông không chờ chờ ông nhắn từ biệt này với người khác đâu. Ví dụ ở Huế có nhà máy điện Thượng Lộ chẳng hạn, như Thượng Lộ cái có thể đóng làm khu công nghiệp gì đó. Cái ngày những cái ông ở khu công nghiệp đó, ông chờ bây giờ là ông Thượng Lộ ông nói là tôi bán điện cho ông bằng giá tôi bán điện cho EVN, đúng không ạ? Mình đang mua điện của thủy điện tới đây cho mình cả năm chia ra là mình cho mình là mua điện của thủy điện khoảng tháng hai, mình bây giờ là thủy điện người ta bán và mình đang bán cho khách hàng với giá bình quân của mình đó là đang là 6 cái công nghiệp chẳng hạn như thế. Ông nhà thủy điện nó tôi bán là 4 qua ngày 200 đồng đấy là ông trên lệch đó, nó là ông dùng cái 200 đồng đấy hoặc là ông 199 đồng, đúng không? 200 đồng trên lệch cũng dùng 199 đồng như thế thì đương nhiên là ông sẽ phải cân đối cái việc đầu tư, cái việc mà kêu lưới như thế nào. Đó là ông đi bán điện cho ông ấy bình thường thì á, những cái anh chị mà bán lẻ điện á, nên những anh chị không phủ có thể là ok đi, mình đang còn vững vàng ở đây bởi vì chúng ta còn công tơ, chúng ta còn lưới, chúng ta còn đang còn kinh doanh nên tài sản nhà nước đây, và chúng ta chỉ ăn được mỗi một cái tiền đó là tiền cho thuê lưới. Và những anh chị bán lẻ là anh đây các anh chị dần dần sẽ mất đi khách hàng, và tiền của các anh chị á là với một ví dụ như đang còn 50 người mỗi tháng doanh thu là 5 tỷ, ok đủ 50 người, nhưng mà nếu mà khách hàng tôi giảm xuống, tôi doanh thu tôi còn có 4 tỷ, một người tôi còn 50 người là có vấn đề đó ạ. Tôi đang giảm xuống còn 3 tỷ mà người của tôi là còn 40 người cũng là có vấn đề đó, sẽ rất là hết sức khó khăn trong cái thị trường điện bán lẻ, trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh cho tới bây giờ. Thị trường điện cạnh tranh trong cái slide này á, thì cảm thấy đưa ra các anh chị một số khái niệm cơ bản như thôi là thị trường ba khu điểm đổ của mình là nhiều bên bán cho bệnh bên để phân phối và bán lẻ đến nhiều người tiêu dùng, có nghĩa là từ EVN á, EVN á là đơn vị là duy nhất mua thì mang là mua từ tất cả các nguồn điện khác nhau EVN mua hết, xong rồi đến đây thông qua hệ thống điện xã chạy cái tiền đi xuống các tổng công ty điện lực, tức là các tổng công ty điện lực đó là thông qua cái hệ thống phân phối của mình đó là các công ty điện lực để bán lẻ điện cho khách hàng đó. Mua thì bây giờ nó đang là như thế, hắn gọi là single đa, hoặc gọi là hắn mô hình đơn á, là chỉ có là gọi là một bên bán, một bên mua và bán lại cho người tiêu dùng.
thì nó sẽ đổ vào mô hình là nhiều bên bán và nhiều bên mua, chào giá trên thị trường để mua bán điện. Tổng công ty điện lực miền Trung trong năm này là thật ra là năm ngoái đã làm rồi, là tổng công ty điện lực miền Trung được phân bổ một số cái hợp đồng mua bán điện, một cái số cái hợp đồng phát một số hợp đồng để mua điện từ các đơn vị phát điện được phân bổ, có nghĩa là anh không được chào giá, anh chỉ được quyền phân bổ sản lượng đấy thôi. Ví dụ như sản lượng của tổng công ty điện lực miền Trung đó là một tháng này là 1.5 tỷ, thì là anh phải mua lên thị trường là 4.42%, con số ở đâu ra? Con số ở đấy là ví dụ như hai nhà máy điện Phú Kim 1 và Phú Kim 4 là hai nhà máy điện khí, và tổng cái công suất phát của nhà máy trong tháng đó thì dự kiến là tháng là 2 tỷ, trong khi là tổng cái nhu cầu điện của toàn quốc là khoảng 10 tỷ, là khoảng 100 tỷ, thì lấy 2 tỷ đó chia cho chia cho 50 tỷ đi, chia cho 50 tỷ á thì nó sẽ trở ra một số là khoảng là 4%. Đó thì 4% đấy là áp vô mỗi công ty, mỗi tổng công ty điện lực á là mỗi ông là mua 4% đấy, gọi là phân bổ đều thôi. Rồi chúng ta ông đấy á là ông phát lên trên thị trường cho ông đấy được phân bổ, của mình cái phần ký với hợp đồng của ông cũng hợp đồng là hợp đồng CP, hợp đồng CP là hợp đồng sai khác. Hợp đồng sai khác là có nghĩa là chúng tôi tương đương không khác với nhau mà thuận một cái giá đó, đúng không? Nhưng mà tương đương mua thỏa thuận với nhau một cái giá đó không có phải là coi như tôi mua hợp lý của ông trường đại điện, mà là đó là cái hợp đồng, đây là hợp đồng tài chính, có nghĩa rằng là tôi mua tôi đăng ký với ông cái giá đó để mà chia sẻ rủi ro với nhau trên thị trường. Nếu như mà giá điện tôi lấy với ông một cái hợp đồng 1.000 đồng một kiểu điện, đúng không? Nếu mà trên thị trường là 1.100 á thì tôi phải trả cho tôi là mình cái này là CVC này phải trả cho thị trường 1.100, nhưng mà ngay lập tức là cái ông nhà máy điện họ phải trả ngược lại tôi là 1.000 đồng. Nhưng mà nếu mà trên thị trường là giá là 800 đồng á, là tôi trả trên thị trường 800, đúng không? Nhưng mà tôi phải xuất sang thêm 200 nữa tôi đi trả cho ông nhà máy, bởi vì ông nhà máy đã chia sẻ với tôi một cái rủi ro rằng là ông phải phát trong thị trường thấp đấy, thì chúng ta đang làm chứ. Và năm 2018 nay là chúng ta sẽ tiếp tục làm tháng thêm 4 cái dự kiến là 4, nhưng mà quyết định là 4, nhưng mà thực tế là làm khoảng 3 nhà máy thôi, là sẽ 3 nhà máy là Thái Bình, Mông Dương 1 hả? Vĩnh Tân 1, Vĩnh Tân 4 với lại Mông Dương. Thì tất cả các nhà máy đều là nhà máy nhiệt điện hết. Bên nhiệt điện là nó đắt rõ ràng rồi, cứ than với lại dầu vũ khí là một bốn đắt hơn rồi thì điện đi đâu đó. Thì chúng ta sẽ ký hợp đồng với 4 cái nhà máy nữa, và sản lượng của tất cả các nhà máy là sẽ tiếp tục được phân bổ cho năm tổng công ty điện lực của một cái bắt y chang như thế. Đấy. Thì thay vì chúng ta hồi xưa giờ chúng ta chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là đầu năm đó là đi làm tháng giá với lại EVN trải qua cái này, nó là em nghèo lắm, em thiếu lắm rồi, chi phí thì cao lắm rồi đó, để mà làm tháng với EVN một cái giá của điện EVN rất từ đầu năm tới cuối năm, cứ hứa là tới tháng còn trả tiền không, thì mình tới tháng này mình biết là mình đòi làm đổ tiền này, nhưng mà sang năm là mình sẽ không còn tình trạng nữa. Năm nay mình đã không còn tình trạng nữa, bởi vì 42% đấy là hoàn tháng của mình thoi thóp, mình chờ là rằng là giá của thị trường nó sẽ là bao nhiêu, giá của thị trường nó sẽ là bao nhiêu để mình biết là nó cao hơn nó thấp hơn cái giá của mình EVN, mặc dù có 42% thôi. Và báo cáo với anh chị là 42% trong 8 tháng qua là CVC đổ 42 tỷ. Nếu như mình mua giá của điện của tập đoàn mà giao cho mình thì ok, không có vấn đề gì hết, đúng không? Còn 42% mình mua lên thị trường thì nó chênh lại với lại cái giá mà lẽ ra mình mua của EVN là 42 tỷ. Lý do vì sao? Bởi vì là cái giá của EVN bán cho tổng công ty điện lực miền Trung luôn luôn là giá thấp nhất trong tổng công ty. Lý do là bởi vì tổng công ty điện lực miền Trung có những khó khăn mà cả bài trình bày lúc nãy, thương phẩm thấp nhất, địa bàn rộng nhất, rồi nói chung là nhiều cái nhất, và nhất đó là nhất có hại mà còn là có hại không á. 42 tỷ. Thì trong thị trường thì ai sẽ là người được lợi? Tổng Hồ Chí Minh và tổng Hà Nội được lợi nhất, bởi vì là giá bán điện của tập đoàn bán cho họ luôn là cao nhất, bởi vì là họ có lợi thế mà trong một khu vực rất là nhỏ, nó điện rất là nhỏ, đầu tư rất là ít, nhưng mà họ lại với một cái lượng thương phẩm rất là lớn, thì giá bán điện cao, khách hàng
dịch vụ du lịch tập trung ở đó thì họ lại được giá tiền cao. Họ được lợi cái việc đấy. Thì á, là cái lợi của tổng Hồ Chí Minh với tổng Hà Nội như trước đây là tập đoàn sẽ dùng cái tục đấy là xào phép cho tập đoàn và chia lại cho các tổng công ty du lịch. Có nghĩa là mình có lỗ thì mình cũng hề, mình có lãi thì mình cũng hề, đúng không? Nhưng mà bây giờ là không như thế nữa. Ai lỗ ai thì nó chịu. Cho nên đó là tổng ty du lịch trong đang là đơn vị gọi là bất lợi nhất luôn trong toàn năm tổng công ty du lịch đó. Vì bắt là người ta còn ăn được thương phẩm, đúng không? Còn mình đó là mình gọi là bất lợi nhất. Ôi cảm ơn anh, tôi thấy đi. Sao có mô hình là nhiều bên bán và nhiều bên mua chào giá trên thị trường. Và rồi chúng ta sẽ chào cái sản lượng trên thị trường. Nếu ta có mô hình thị trường được chúng ta thì chúng ta cũng chỉ chào giá trên thị trường thôi. Đã chào sản lượng trên thị trường. Chứ không được là các bạn về giá. Cái hồi mà mới vừa đưa ra cái mô hình thị trường đó thì mình ngồi mình nói một kiểu. Mình lợi thế ở đây là mình thể hiện. Ở đây có những nhà máy thì rất là lớn, ví dụ như Yali, người gì đấy, mà đi mà làm tháng với mấy nhà máy, mà mua nhà máy nó khỏe, là mình không lo. Rất là nhiều các anh chị ở đây cũng sẽ có cái suy nghĩ giống như mình, nhưng cộng rất là đặc biệt là các anh chị ở Tây Nguyên. Nhưng mà thực ra nó không phải vậy. Mình không được quyền làm tháng, cũng không được quyền chọn nhà máy nào để làm tháng, cho nên mình được phân bổ. Và sau đó là mình chào trên thị trường, người ta giá của thị trường thì bây giờ theo nguyên tắc xếp chồng. Có nghĩa là anh này chào 1 đồng, anh này chào 2 đồng, anh kia chào 3 đồng. Người ta xếp từ cao tới thấp, từ thấp tới cao, người ta xếp hết. Lúc này là anh chào đi chào 1 triệu, anh kia chào 1 tỷ rồi đó. Người ta xếp hết tới cái nhu cầu của thị trường đó là 15 tỷ. Thì cái giá cao nhất đó là 1.500 đồng. Thì người ta cắt ở đó, và người ta lấy giá 1.500 đồng để làm giá cho tất cả các nhà máy còn lại. Thì đó, là như thế thì chúng ta phải mua giá định với giá 1.500. Chứ chúng ta không được quyền chào những cái trên thị trường. Hồi đưa ra là mình nói là thị trường chứng khoán có chào giá nào. Tôi ví dụ như tôi chào lên hàng 2 có anh 8.2 với cái sản lượng tương đương của tôi khớp đấy. Không phải. Thị trường mà bây giờ người ta xếp chào giá nghĩa là giá cao nhất quá giá bằng giá thị trường S&P cắt toàn bộ cái giá đấy đã được tất cả những người mua luôn. Thì cái anh chào 1 đồng cũng như anh chào 1.500. Ví dụ như thế. Đó. Cái anh mà chào giá thấp thì anh chỉ được quyền mua riêng một cái duy nhất là anh được quyền mua đồng trước. Có nghĩa rằng nó là ví dụ như anh chào bằng 1 đồng với anh chào 1.500 thì anh chào 1.500 có nguy cơ là không được huy động. Nhưng mà anh chào 1 đồng là chắc chắn là được huy động, hoặc anh chào 0 đồng là chắc chắn được huy động. Nhưng mà anh chào dù anh chào 0 đồng nhưng mà có khả năng là sẽ được giá 1.500 hoặc là 1.200 hoặc là 1.100 hoặc là 1.100 phụ thuộc vào các ông mà bên kia ông mua và hay nghĩ họ bị bỏ nứt rớt ngay rồi trong cái đường đất nó giữa công cầu. Người tiêu dùng cuối cùng được lựa chọn bên bán và đơn vị bán lẻ tất bật là phải đơn vị phân phối. Đau lòng chưa? Thấy ghê không? Có sự điều tiết và điều độ. Hiện nay là anh không là đang cần phải tách ra khỏi tập đoàn của Việt Nam để thành một đơn vị có một lập. Và Bộ Công Thương đã có tố hợp thư là từ ngày 1/1/2019 phải đắp cho xong. Thì tố hợp thư thế nhưng mà thực hiện không thì chưa biết. Đây á, là mô hình về bán điện của toàn tập đoàn của toàn Việt Nam mình á. Genco 3, Genco 2 và Genco 1 và EVN thì các bạn nhà máy này là nhà máy dịch vụ EVN này thì nó chiếm khoảng cái bán trên này, nó chiếm khoảng trên này các bạn. Đây TKV 3.7%, PVN 8.9%, tư nhân và cổ phần đây là cái IDB của mình đang cho các anh chị này. Nếu như mà các anh chị có quản lý cái nhà máy IDB thì nó nằm ở đây và BOT đây là nước ngoài đầu tư vào để sau này chuyển giao lại là 93%. Thì trong cái miếng bánh này là EVN vẫn đang chiếm cái phần nhiều nhất, đúng không ạ? Đang chiếm cái phần nhiều nhất. Thì bây giờ trong thị trường điện đó là ai có lợi? Người ta nói rằng á là để khách hàng có lợi, nhưng mà tại thời điểm này á thì tôi nghĩ rằng là mấy ông phát điện đang có lợi. Còn sau này thì đang chưa biết. Thì đường phát điện thành công đã thực hiện từ năm 2012. Thì các Genco á là các công ty phát điện á, người ta thực hiện, người ta chào giá lên cho thị trường điện. Là SMO là A0 á,
trả giá lên thị trường điện. Và cái ông SPO này ông sẽ thực hiện, ông xét lịch huy động tùy theo cái giá chào và tùy theo cái nhà máy là chạy đèn, chạy lưng, chạy lĩnh từ đó ông xét, xong rồi cái ông điều độ, ông huy động. Trong đó là khi mà ông huy động xong rồi lên thì phát điện lên cho ông đặt lại tên thân con đưa ra, sau đó ông đặt lại tên thân con gửi điện về, rồi BOT với lại là BOT thì biết hết rồi, chứ người ta cũng chưa có tham gia trong trong cái thị trường điện. Số liệu lô đếm thì được thu thập qua cái hệ thống BDMS, cái này là A0 cũng thu thập luôn này, rồi gửi số liệu về EVN. Các tổng công ty là mua điện chỉ duy nhất từ EVN thôi nha. Đây này, ở đây là tất cả các thành cô đều bị bắt điện không qua EVN hết, toàn bộ cái đường này nó đi qua EVN hết này. Rồi các tổng công ty điện lực này là qua thông qua cái hợp đồng lắp điện nội bộ này và thanh toán tiền cho EVN để mua điện xong rồi bán khách hàng ở phía sau này. Đây là cái thị trường phát điện người ta có tham gia này, đơn vị phát điện và đơn vị cung cấp dịch vụ, về đơn vị bán buôn và đơn vị phân phối. Qua cái thằng đây là thấy là bao nhiêu là vi phạm phức tạp rồi, buổi tay đi là nổi lên đó. Tất cả những cái đó công ty phát điện nằm ở đây á thì đều bán điện thông qua cái cơ chế điều tiết của đây, thông qua ông SMO này. Tất cả những cái ông đi ông trả giá này này, ông đi ông tất cả năm ông công ty tổng công ty đều sẽ là người mua anh có thể mua ở đâu, ở đây là dưới đây là một cái hồ, mình suy nghĩ ở đây là một cái hồ cho dễ nha, toàn bộ đường điện phát ra của tất cả những cái ông đây là mình tưởng tượng là nó thực tế không phải nhưng mà nó đều đưa lên lưới đấy. Và mình nói rằng là mình mua điện vật lý mà mình không biết mình mua của ông nào đó, chỉ biết là mình mua từ lưới này xuống rồi, cho nên coi như là tất cả những cái đường điện của ông này phát ra ở đây một cái hồ. Ông này ông vào đây ông múc tiền lên, ông dùng ông bắt lại đó là ông trả giá, ông thanh toán. Ông này ông lúc nào ngồi điều tiết toàn bộ, dạ ông này là ông sẽ làm cái spot market này, rồi spot cost này qua đây này, rồi có cái phần xếp đi đây, cái hợp đồng ký hợp đồng thông qua xếp đi này đó, ký hợp đồng xếp đi là để mà chia sẻ cái rủi ro đó. Ví dụ như giá thị trường nó lên cao quá thì mà tôi lỡ tôi mua thì thị trường cao quá hoặc tôi trong khi lên quá giá bất tiện, cho nên là tôi chắc nhất là tôi ăn mỏng thôi, là tôi bán được cho khách hàng hàng sáu là tôi mong ngon mà gửi. Ví dụ như tôi ký hợp đồng với ông luôn có 80%, còn giá điện mà còn 20% còn lại tôi chắc chắn là rủi ro là giá điện thị trường thấp là tôi ăn, còn giá điện thị trường cao là tôi lời. Ví dụ như đây các chỗ quen đây là đơn vị khác này, đây là tiền lãi này, rồi qua phân phối này, rồi và các công ty điện lực, tổng công ty điện lực này là cũng đang các tổng công ty điện lực này cũng đang bán điện với khách hàng qua giá bán lẻ, đây qua giá bán lẻ, không nhưng mà những trong cái giai đoạn thị trường bán mua điện cạnh tranh này á, là những cái khách hàng mà mua điện đất trăm mười là được quyền mua trực tiếp từ đất ông này, đã cho phép rồi tăng và thị trường bán lẻ. Thị trường bán lẻ là sẽ có một cái thị trường giao ngay gọi là spot market á, rồi đơn vị phát điện người ta chào bán lên đây, đây rồi đơn vị phân phối và bán lẻ là khách hàng lớn này, rồi người ta mua điện xuống đây và người ta được quyền bán tới cho khách hàng. Đơn vị phân phối bán lẻ bán cũng được và đơn vị bán lẻ không bán cũng được. Đó. Thì mô hình nó sẽ như thế này, thì khách hàng sẽ không còn của riêng ta, bây giờ là khách hàng đang là do ta sở hữu và lũ nữa khách hàng sẽ không còn của riêng ta, thì là chúng ta sẽ ứng xử như thế nào trong cái trường hợp đấy. Thách thức và cơ hội ở đây nhìn chúng ta thấy là chỉ có thách thức thôi. Cái mũi tên này thật ra là với mục tiêu là bắn vào trung tâm lõi vấn đề để mà lấy tiền, nhưng mà chúng ta đang thấy rằng là cái tim chúng ta đang ở đây và cái tim mà mũi tên nó nằm đây thì chúng ta chỉ có đường mòn nhẽo, ví dụ như thế, và rất là áp lực, bao nhiêu thứ nó dồn vào cái anh bán lẻ này nè, và một cái bàn tay gọi là bàn tay xuất sắc á, thì chúng ta đang ở đây và chúng ta thấy rằng đó là chỉ có là cái việc con này rất là biết sức người quá hạn, ép quá người, đúng không? Thì ở đây cảm đưa ra một cái hình này á, thì thật ra đây một cái hình mà cảm suy nghĩ ra và cảm bỏ vào đây để cho các anh chị giải tỏa stress. Đây giống như công ty vực á, bán tiền vực á,
ông này là ông EVN kế tế chính sách ông đưa vô được mình phải làm được dưới này hết rồi chúng ta là không còn chỗ đi luôn bây giờ chỉ có đà bắt đi thôi và chúng ta đang bị đà rất là một là đang gắn một cái áp lực rất là lớn phải thay đổi để mà cải tổ cái mô hình của chúng ta đảm bảo rằng đó là chúng ta kinh doanh hiệu quả trong cái thời gian tới. Thật ra là cái hình hồi nãy là cũng là cái hình cuối cùng và cảm nghe trình bày của các anh chị thì hồi nãy là anh Tiến đưa ra một số yếu tố và cảm cũng xin phép là trình bày lại các anh chị đó là các anh chị cũng đang suy nghĩ chúng ta sẽ ứng xử như thế nào khi mà năng lượng mặt trời đưa vào nhiều trong một cái cuộc đây là một câu hỏi thực tế của anh Trần Dũng giám đốc giám đốc ở trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền Trung á, ảnh hỏi một cái thí sinh mà đi thi phong thi điểm phong đất trung tâm, ảnh hỏi như thế này, đưa năng lượng mặt trời vào á thì là mình giảm doanh thu, có nghĩa là thay vì á tôi bán điện với anh với giá là 7 sen, mình bây giờ là 7 hàng bảy là cho hàng bảy xe máy tôi bán điện cho anh với giá 7 sen vừa tôi đang mua điện lại của anh là với giá 9 sen đúng không thì có nghĩa là tôi đang bán điện cho anh với giá thấp và tôi đang mua điện của anh với giá cao thì á là tự nhiên lỗ không có việc làm vì đang lỗ mà tôi phải làm thì có ai trả lời giùm câu hỏi này được không ạ anh nào mà trả lời ra đấy là thì có đáp là thắng luôn đó bởi vì rõ ràng đó là đây là câu hỏi mà theo tôi cảm được tham gia cái đợt đấy là cảm thấy đây là câu hỏi ai biết và khó nhất đó. Để mà huy động tất cả những cái kỹ năng của các anh chị luôn thì có anh chị nào trả lời giúp cảm không này không anh Tiến các bạn kêu anh Tiến là trả lời được cảm không này cả ra đối với số điện mặt trời mà ngành điện làm đó thực ra là nói về sâu xa cả cái hệ thống điện gian luôn á thì mình làm nước là lỗ đấy là lỗ của nhà nước đó. Vì là mình cái giá điện của mặt trời là 9.3 sen đấy sau khi á là mình bán có 7 cái máy nhưng thực ra đây là mình đang với là với công nghệ mới là tại vì mình muốn đi đầu để mình để biết được cái giống là biết thách thức mà biết được nó là cái gì để mình đối phó chứ còn nói về mặt tài chính thì mình không có lợi tính về mặt tổng thể đấy còn mới có thể là mình đưa vào nguồn vào thì nó tăng nguồn nhưng mà thực chất nó về tài chính thì nó để công ty đầu tư là nó có lợi hơn. Thứ hai nữa là mình thì ra là điện bây giờ mình làm mặt trời nó cũng do là tư nhân họ chưa phát triển. Chứ còn nếu mà tư nhân họ phát triển họ đi điện trời thì họ sẽ làm tốt hơn là điện mình. Nếu là điện mình ớt cách làm thế nào là giá nó cũng giá mình phải mua mình đầu tàu trong khi tư nhân họ có thể là đàm phán với các cái nhà cung cấp và lấy giá sát luôn. Mình là đấu thầu cạnh tranh từ lúc đấu thầu giá là cao. À, thì đó là cái thực ra là điện mình làm cũng nhỏ qua là điện mình thử nghiệm cho công nghệ để mình biết tới đâu để mình biết được thách thức cảm ơn anh Tiến chính xác là như thế đó các anh chị thì thật ra là cái khi mà chúng ta
phát triển đó là những cái giữa bây giờ cao điểm với bây giờ thấp điểm đó, là nó đang rất là chen nhau. Chúng ta thấy là bây giờ cao điểm là phụ tải nó lên vọt như thế này rồi xuống thấp điểm rồi nó ngang ngang ra thấp như thế này, thì để mà phủ được cái giờ cao điểm đó, thì chúng ta phải đầu tư rất là lớn, đầu tư về cả nguồn lẫn lưới, đầu tư rất là lớn để mà phục vụ trong một khoảng thời gian ngắn. Thì và cảm có một con số cho các anh chị xem là mặt trời á, mặt trời á là chiếm hết 25%, thì nó tương đương khoảng là 2.000, khoảng 2.000, khoảng số sĩ khoảng 2.000 đồng á, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chạy thủy điện á thì nó đạt khoảng là 1.200, đúng không? Chạy chúng ta chạy khí á nó khoảng 1.800, và nếu mà chúng ta chạy than á, chạy khí là khoảng 1.600, quên, chạy than thì chúng ta khoảng 1.830, và chạy dầu á, đúng không chị bao nhiêu? Mấy? Chính xác 3.5, số đẹp luôn. Và cái đương nhiên ở huy động á là mình huy động nó huy nước này, huy nước này, tức là gì, tức là gì, tức là gì, đúng không ạ? Đương nhiên là phải lấy cái nước thôi. Thì á là khi mà cái đồ thị mình lấy ông này sẽ định và ông sẽ là ông giàu. Và trong cái biểu đồ 12 tiết của mình á, 24 tiết đồng hồ của mình á, thì cái đồ thị nó đi như thế này này, nó đi đây như thế này, nó đi xuống nó lại đây này. Ông đây là mình làm nó khoảng là từ 10 giờ, 10 giờ cho tới thì 11 giờ 30. Và cũng có một số công ty điện lực á là cái tải lên được cái khoảng này là khoảng từ 5 giờ cho tới 6 giờ chiều, 5-6 giờ chiều, nhưng mà từ cái đỉnh này tới đỉnh này tới đỉnh này sao hơn. À, tấm vẽ của các là hình tượng để cho các anh chị thấy thôi. Để mà chúng ta thấy rằng á là khi mà đầu tư mặt trời á so với ông này, so với cái giá đất bình quân của mình á là đang là 1.776 á, đương nhiên là ông này cao hơn ông này. Nhưng mà ở dưới góc độ của tập đoàn nữa là nói rằng là tôi huy động cái đạo tôi phát động cái việc đầu tư này để mà tôi xóa ông này. Ông này tôi đỉnh là tôi không có gọi ông này, và tôi cũng không gọi ông này, đúng không? Ông này ông này ok rồi, tôi có ông này 2 nhà để mà tôi xử lý được rồi, tôi không phải huy động ông này. Và khi mà tôi làm ông này á là tôi không có tiền đầu tư, bởi vì bây giờ là chính phủ không cho EVN vay ở trong nữa, vay của các tổ chức quốc tế, là các tổ chức quốc tế bây giờ cũng đang bó giò muốn cho EVN vay lắm nhưng mà không vay được. Thì là cuối cùng á là huy động. Đây là phần gì của chính phủ. Khi mà chính phủ đưa ra thì tôi chiếm lại 25% đầu tiên là đưa ra là 10.5 là 12%, sau đó là 10.5, rồi sau đó là các cuối cùng ra là chiếm 25%. Thì đó là con số này là rất nhiều nhà đầu tư người ta tham gia vô, thì cái việc mà phân tích tài chính của họ thì cũng không đảm bảo, nhưng mà người ta đang tham gia rất là nhiều lần có thể phòng này. Trên địa bàn miền Trung cho tới thời điểm hiện nay á, quy hoạch á là đã có khoảng là gần 50 cái dự án điện hình mặt trời rồi. Và để mà triển khai chính thức á thì chưa biết như thế nào, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng tới tháng 6 năm 2019 á là cái thời hạn sẽ hết cái thời hạn cái chính cái 25% đi. Còn sau đó là chính cái 25% này là cao hơn hay là thấp hơn thì chưa ai biết được, bởi vì nó phụ thuộc vào thị trường. Cái đấy là mình cũng không biết được như thế nào. Và tổng tiền miền Trung hiện bây giờ cũng đang đầu tư một cái nhà máy là 50 MW ở Tân Trang Khánh Hòa, với mục tiêu là đón đầu cho được đó là cái chiếc 25% đây và anh Châu anh ngồi đó là anh trực tiếp quản lý dự án đây đó. Thì vấn đề nó sẽ là như thế. Chúng ta kêu gọi nhà đầu tư để mà chia sẻ cái vốn đầu tư của chúng ta, để mà chúng ta đầu tư vào thì chúng ta chạy với giá 3.5 thì đang chạy hết. Chứ còn nếu mà mua từ các đơn vị khác nữa thì có vẻ là kinh khủng hơn nhiều. Thì còn 5 phút nữa thì cảm có vẻ một cái biểu đồ như thế này thì các anh chị thấy cái gì ạ?
Qua vô bên thạc sĩ hả? Dạ. Cảm thấy ở đây chúng có mặt cười. Bỏ hai mắt ra để đi sang mặt cười luôn. Đó là thì ở đây là cảm cũng học cái này thôi. Đây là giá trị gia tăng. Và đây là công sức bỏ ra. Thì cảm mang cái mô hình này để mà cảm trao đổi với các anh chị liên quan tới công tác kinh doanh và tìm của khách hàng á, thì chúng ta công sức của chúng ta bỏ ra càng nhiều bao nhiêu á, là chúng ta sẽ có một cái giá trị gia tăng chúng ta đem lại bấy nhiêu. Đúng vậy, có nghĩa là chúng ta đầu tư ít thì chúng ta được ít, chúng ta đầu tư nhiều thì chúng ta được đắt. Nhưng mà cái luật này nó không tương xứng với nhau theo kiểu là coi như nếu mà ở đây á thì là chúng ta bỏ lại ít mà giá trị gia tăng chúng ta cao, nó không có bằng gì hết đấy. Và là cái phân bổ, đây là cái đường phân bổ. Ví dụ như chúng ta nhớ là chúng ta đang ở đây á, thì cái ông mà chỉ sáng xuất hiện không á thì ông sẽ ở đây, ông gì ở đây, cái giá mình bán hiện ra nó đang ở đây, đây là giá bán. Giá bán điện của chúng ta đang ở đây, cái giá phòng phát điện nó đang ở đây. Thì á là trong cái đường tâm này á, nó có đường phân bổ này á, nó có rất là nhiều cái điểm phân bổ. Ví dụ như ở đây là chi phí AD chẳng hạn như của cái việc, ví dụ như chúng ta đang phát điện tài tử chẳng hạn như chi phí dành cho chăm sóc khách hàng chúng ta đang ở đây, chi phí phân phối chúng ta đang ở đây, và chi phí cho bán lẻ và chi phí cho dịch vụ khách hàng, chi phí rồi cả các chi phí từ lương cao đến lương thấp có được phân bổ ở đây thế này. Thì để mà chúng ta nói rằng á là khi mà chúng ta tham gia cho thị trường điện á, thì chúng ta phải chọn cho mình một cái đường cong nào đó với lại một cái phân bổ chi phí mà cho chúng ta được phân bổ, để bảo đảm được rằng đó là chúng ta cũng cười và khách hàng người ta cũng cười. Chứ không thôi là sẽ không có cái đường cong nào mà đi nó đi theo cái hướng ngược lại, nó đi như thế này thì sẽ là không hiệu quả. Thì cái đường cong này người ta gọi là đường cong cười, gọi là smile curve của cái ông là CEO của cái hãng Acer, mà có máy tính Acer ở nước ngoài, dùng máy tính Acer, ông ấy đã họ đưa ra đây, ông gọi là đường cong phân bố lợi nhuận và chi phí hiệu quả và chi phí của tất cả các doanh nghiệp mà người ta hướng tới khách hàng và người ta hướng tới sự cạnh tranh. Thì cảm mang đây cảm trao đổi, mặc dù là mình so với Acer với lại Evo rồi đó là mình cũng không có phải là khoa so với khoa, cũng không phải là tương đương để mà so, nhưng mà về nguyên tắc á thì ông ấy đã nói một cái mặt của ông làm như thế nào là trong cái lý phẩm á, thì mọi cái nguyên tắc của người ta phân bổ chi phí á, nó đều để bảo đảm một cái việc rằng là đem lại sự hài lòng cho chính mình và cho khách hàng của mình. Thì vì vậy cho nên là cảm mới kết thúc cái bài này với lại là một câu hỏi dành cho các anh chị đây, là chúng ta sẽ làm gì để cải thiện cái chất lượng kinh doanh của dịch vụ khách hàng và chúng ta giữ khách hàng lại với chúng ta. Và nếu như các anh chị có ý tưởng gì hay á thì vui lòng là inbox cảm là gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại hoặc là gửi email gì đó, chat gì đó cho cảm, để cảm có thể tiếp thu tất cả được những cái ý kiến của các anh chị một cách là rõ ràng nhất, hiệu quả nhất, để có thể tham mưu được một cái xây dựng được một cái chiến lược và một cái hệ thống các giải pháp hiệu quả cho tổng công ty miền Trung, để mà gọi là đón đầu cho cái thị trường của các vùng biển đang sắp tới. Và rất cảm ơn các anh chị đã lắng nghe chương trình này. Có anh chị nào
chị đậu hả? Dạ. Đậu đi về như sớm. Sao lâu ngay mà? Mày đi lâu ngay mà. Chưa có ý kiến nghiêm á. Gì mấy? Họ chưa ai hay chưa được. Chưa hay. Lâu ngay mà bỏ ai nữa. Nghe chơi. Nghe chơi. Cái chút còn là gì hả? Còn gì bay ra bàn. Tao nói thiệt mày là tao không biết là tốt là gì hay rồi. Tao thích tao chán tao luôn. Như là tình yêu nó không tao bạn hình như tao bắt nguồn rồi. Rút rừng ra cái đi. Dạ dạ. Tạm biệt. Cảm ơn anh nha. Đi làm khó. Dạ. Tại vì cho làm khó cả. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Bố mẹ. Dạ. 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 Từ lại xe lên. Đắng. Là từ lại xe lên. Cẩm tự lái xe. Bởi vì á là nó rất cái tự nhiên là một cái xe mà ngoài kia nó đưa mình vô xong rồi nó chờ mình làm hàng tốn hàng người nữa. Thôi đằng nào mình coi như mình đi làm đi. Giờ mình định đi đâu hả? Đi đâu anh đâu? Đúng cà phê đi ăn nhậy cái nó được chứ nhậu tao mệt quá. Để tao về nhà tao còn mấy việc nữa. Ê cái dầu thật mấy mà đi cầm nhà hơi nhà học phả mấy chắc điện học có chứ 6 điện. À, phướng rồi đó, phướng dùng rồi đó. Đúng rồi đó. Cái học phương, cái học dũng đó. Xong rồi thì cảm ơn nghe. Dạ. Tao xóa cái gì vậy? Xong cái gì đây? À, quên, tặng cho anh về. Đấy. À, có xóa cái gì không? Em sẽ đi về, để đưa cho anh em ở bang, tao thử anh em ở bang. Đó rồi.
qua đây là hắn chạy loạn xin đấu từ tin đây là báo tắt, tin đây báo tắt rồi này, mà thằng này bật cũng không được, có bật tới tắt tắt bật xong đã làm gì nữa này. Và cái mình tắt trong đồng bộ chứ không được. Tết đồng bộ anh đúng hả? Còn tắt trong đây là không? À không bật là tắt. Khi đó là đúng. Không. Do là đang vô cái hầm. Khi mà mình lên lên đây mình tắt trước cái bấy nó tắt tự động á. Ví dụ như 4 giờ là tự động không? Mà 3 giờ con lên nó tắt vào. Là cái 4 giờ đó. Bật lại. Và cũng quay ngược lại. Tức là khi bắt lại là mình đứng tắt hoặc là đứng tắt không như thế nào. Để nhau tắt thì cảm ơn sẽ tắt. Dạ, tức là trong đồng bộ kìa. Nếu mình làm, mình thấy gì sớm mà mình tắt trước cũng được. Mình tắt trước mà cũng sai là mình báo sai thôi. Không không là mình chỉ có cắt là một cách nguồn cái là cắt nguồn nhưng mà sai để có nguồn thì kiểu rất điểm. Còn mình tắt cái xuống là trên đây á là mình tắt trên đây cái cạnh ba cái này tắt thì mà để làm bằng cái bằng tắt là mình tắt trước kia anh chỉ có một cái là bật tắt bật tắt. À tới bây giờ nữa giờ tới bây giờ nữa mình có tắt trước đấy đấy còn đang ngồi đó. Cô đó đấy, kể từ đi lên từ một cái. Một cái đường một cũng được bỏ một cái.